Ok, mình bắt đầu từ câu số 81 ạ. Câu số 81 ở đây chúng ta có từ comments đúng không? Đây là bình luận. Như vậy là cô ấy đưa ra một số cái lời bình luận khá là helpful, tức là hữu ích đúng không ạ? Và trong công việc của cô ấy. Thì mình có từ do là làm, từ make là tạo ra, từ create là sáng tạo và từ form là hình thành. Thì trong số tất cả những từ này chỉ có mỗi từ make đúng không ạ? Make comment tức là đưa ra cái lời gì nhỉ? Phê bình nhận xét. Thực ra thì trong những cái collocation giữa cái từ do và từ make ấy là hai cái từ mà hay bị confuse nhất, nó hay bị nhầm nhau nhất. Thì mình sẽ có những cái từ ví dụ như là từ do thì thường thường nó sẽ là những cái làm, những cái việc mà nó là bổn phận, là trách nhiệm. Còn từ make thì nó sẽ là những cái gì là sản phẩm. Ngoài ra thì từ make còn có thể tạo ra những cái gọi là âm thanh, những cái bài phát biểu, được chưa? Đó thì đều là make nhé. Rồi, ok. Câu tiếp theo này. Câu số 82. Câu số 82 của chúng ta có là try to make immediate impression. Thì đây chúng ta có cái cụm từ là make. Make an impression on, tức là tạo ấn tượng lên ai đúng không, hoặc là cái gì. Thế có thể là on something, on somebody. Try to make an immediate impression on. Câu số 83 của chúng ta là preparing for a job interview, tức là chúng ta chuẩn bị cho một cái interview, đây là một cái buổi phỏng vấn đúng không ạ? Nó có thể khá là stressful, tức là khá là căng thẳng đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà bạn là cái người được gọi đầu tiên cho cuộc phỏng vấn đầu tiên. Nên như câu đầu tiên sẽ là confront đúng không ạ? Confront. Câu tiếp theo này, người ta gạch chân như thế này có nghĩa là tìm một cái từ mà nó đồng nghĩa với lại từ jot down, có đúng không ạ? Thì đồng nghĩa từ jot down của chúng ta có nghĩa là ghi chép và nốt lại đúng không? Như vậy là bạn có thể ghi chép lại tất cả những cái qualification, là những cái phẩm chất, là những cái năng lực cũng như là những cái kinh nghiệm của bạn đúng không ạ? Chúng ta sẽ là nốt down nhé. Rồi, câu số 85. Câu số 85 thì ở đây rõ ràng chúng ta có từ story là danh từ. Vậy trước danh từ mình cần từ loại là một tính từ. Thì mình có hai tính từ, một hai tính từ, một là amazed và cái tính từ thứ hai là amazing. Thì amazed nó giống như là surprised, là ngạc nhiên. Amazing cũng thế đúng không? Nhưng mà đã là story là danh từ chỉ vật rồi. À, danh từ chỉ vật thì chúng ta phải dùng là amazing. Danh từ chỉ vật, bản chất của vật đúng không? Tiếp nha. You should concentrate what the interviewer is saying. Đây chúng ta có từ concentrate. Sẽ đi với từ on. Tập trung vào cái gì? Sau how many thì từ loại của chúng ta bao giờ cũng phải là danh từ. Mà luôn luôn phải là danh từ số. Số nhiều. Có đúng không? Là danh từ số nhiều. Có bao nhiêu ba chấm mà bạn có trong công việc này? Nếu như người ta hỏi có bao nhiêu thì phải là có bao nhiêu lá đơn. Đúng không? Chứ không phải là có bao nhiêu cái gọi là người nộp đơn được, đúng không? Cho nên là how many application, có bao nhiêu cái lá đơn mà bạn đã nộp để có thể tìm kiếm công việc của mình. Applicant ở đây của chúng ta đó là những cái người gì đấy nộp đơn, đúng không? Apply động từ. Số 88 là robot 3.3 movie already. Ở đây chúng ta gạch chân từ already, như vậy đây là hoàn thành rồi. Có đúng không ạ? Là hoàn thành. Vì nếu như là đã hoàn thành rồi thì các bạn phải dùng hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành. Có đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có là has appeared và has been appeared. Thì robot đã xuất hiện trong ba bộ phim. Tức là nó chủ động thôi, không phải là bị động được. Được chưa? Nên đáp án chính xác ta sẽ là đáp án bị. Không dùng về không dùng là đã được xuất hiện đâu nhé. Chỉ là robot đã xuất hiện trong các ba bộ phim rồi thôi. Cái từ gì nhỉ? Câu số 89 này.
Câu 8 chính là tôi không muốn ba chấm tạo ra bất kỳ cái lỗi lầm gì ở trong cái composition, tức là trong cái bài luận văn của anh ấy. Như vậy là tôi không muốn anh ấy, có đúng không? Công thức của chúng ta là want somebody to vợ thôi. Không muốn anh ấy tạo ra bất kỳ cái lỗi lầm gì. Câu số 90 ạ. Cái gì được gọi là một người? Người mà look after, tức là chăm sóc những bệnh nhân ở trong bệnh viện. Vâng, đương nhiên là nurse rồi, là y tá. Accountant là kế toán. Lawyer đây là luật sư, mình gọi là lawyer nhé. Câu số 91 ạ. 3 chấm, to learn friend because its structure are very complex. Ok, ở đây chúng ta có từ fantastic là hấp dẫn, đúng không? Dangerous là nguy hiểm. Difficult là khó và easy là dễ. Như vậy là gì nhỉ? Thật sự là rất là khó, đúng không? Để có thể học tiếng Pháp bởi vì cái cấu trúc của nó khá là complex, là phức tạp. Câu số 92 nha. You should bring with you your, bạn nên mang theo cái gì tới buổi phỏng vấn? Vậy thì ở đây chúng ta có certificate là những cái chứng chỉ. Letter of recommendation, tức là những cái lá thư mà giới thiệu, đúng không ạ? Flowers là hoa. Và đáp án D là A và B. Đáp án này chỉ là đáp án D nhé. Tức là chúng ta nên mang cả những cái giấy chứng nhận, đúng không ạ? Rồi những chứng chỉ, những cái giấy tờ của chúng ta có được cộng cộng với lại cả cái bức thư gì nhỉ? Người ta gì đấy ạ? Suggest nữa, đúng không? Người ta gợi ý nữa. Câu tiếp này, a college is a public institution. Đại học đó là một cái học viện, đúng không ạ? Mà dành cho toàn bộ thì cộng đồng. Ở đó có thể đưa ra cái giáo dục học cấp cao cho những người phụ nữ và những người đàn ông trẻ. Thì ở đây của chúng ta có, đầu tiên thì ta có từ y rồi. Như vậy rõ ràng là nếu như ở đây, một là dùng để từ quan hệ, đúng không ạ? Và hai là dùng dạng gì nhỉ? Rút gọn, đúng không ạ? Vậy thì cái này là cái gì nhỉ? Trường. Ok, con này cái điều đầu tiên là cái trường này là một cái gì nhỉ, một khu học viện cộng đồng, đúng không ạ? Cái mà gì nhỉ, cống hiến, đúng không ạ? Tới thứ nhất là tất cả những cái câu này đều không có từ to, có đúng không? Không có từ to, cho nên là câu này là sẽ là câu sai, bởi vì các bạn cũng thấy nhá, devoting với từ with devote thì nó chẳng khác nhá, đó cho nên là không được. Còn to thì cái vế đằng trước nó không có số thứ tự, chả có so sánh ngân nhất, chả có gì cả, cho nên là sẽ là bán đi ạ. Đang bị động mà nó được cống hiến cho cái gì? Câu tiếp này, có một vài cái hợp chất, đúng không ạ, được bao gồm, được bao gồm ở trong rất là nhiều cái nhiều đồ gia dụng, đúng không? Được bao gồm, như vậy là phải là bị động vì câu này có một từ y rồi, cho nên rõ ràng là chỗ này không thể nào mà lại có thêm gì nhỉ, từ a contain được, mà phải dùng dạng rút gọn, đúng không? A contain được. Câu tiếp theo này, internet, đúng không ạ? Đã có thể, cụm từ này khá là hay này. Đó là live up to expectation, tức là sorry, tức là đáp ứng những cái nhu cầu mà mong đợi, đúng không? Vậy là internet có thể là gì, đáp ứng những cái nhu cầu mong đợi, đúng không ạ? Và nó như thế nào một vài năm trước trong cái cách thức mà gì nhỉ? Mà cộng đồng, đúng không ạ? Những cái nghiên cứu cộng đồng, thực hành kinh doanh vân vân. Thì ở con này các bạn thấy có từ has live up, nó động từ rồi. Và chỗ này chắc chắn là chúng ta sẽ phải cần một cái dạng rút gọn mệnh đề, có đúng không ạ? Vậy đây ta có từ ago, đúng không? Thứ nhất, đáp án A sai. Không có thể loại nào mà dùng verb được nguyên thể của mình được cả. Đúng chưa? Bây giờ có đáp án B, pressing. Đáp án C là dạng bị động. Câu này phải là internet đã đáp ứng được những cái nhu cầu cái mà được thể hiện một vài năm trước. Như vậy phải là bị động, đúng không? Thì đáp án là C. Phượng ơi, có nghe có nghe rõ cô nói không hả Phượng? Nghe có bị khó nghe Cô nghe rõ không ạ? không? Câu tiếp câu số 96 ạ. Câu số 96 của chúng ta đây là to be keen. Đi với keen on, đúng không ạ? To be keen on là đam mê và say mê cái gì ạ? There is not much chance of promotion, a job like that, tức là sẽ không có quá nhiều cơ hội cho cái việc thăng quan tiến chức, đúng không ạ? Một cái công việc như thế này đây. Thì ở đây thì các bạn biết là chúng ta có một cái từ đó là từ promotion. Tức là cái từ mà chúng ta tìm ý là phải là cái giới từ mà nó đi kèm. Ủa sao bây giờ các bạn đi vào thì các bạn đi học cái sao ấy? Chưa kể cô ạ. Chuyên đề à? Ừ. Được chưa? Thì nó phải đi kèm với giới từ nào?
Ok, đó, từ promotion sẽ đi kèm với giới từ nào. Và các bạn nhớ nhá. Nếu như người ta muốn nói là người ta đạt được cái gì nhỉ? Tựu công việc mới là một sự thăng quan tiến chức cho ai đó thì người ta dùng giới từ for. Như vậy là sự đẩy mạnh, là sự xúc tiến đúng không? À, hoặc là nhà sự thăng quan tiến chức hoặc là sự đẩy mạnh của cái gì thì lại là of. Như vậy là không có quá nhiều cơ hội đúng không? Của việc thăng quan tiến chức đúng không? Của cái công việc này. À, cho cái công việc này. Như vậy chỉ có giới từ for. Cô nhắc lại một chút nhá. Đây. Promotion này. Ra vậy vỗ tay vỗ chân nói ra mà. Ô, số 198 chúng ta có to be fed up with đúng không? To be fed up with là chán cái gì? Tôi cảm thấy rất là chán công việc này rồi và tôi gần như là như thế nào? Tôi gần như là như thế nào? Ở đây chúng ta có từ of. À, ok, bron. Bro mình thường là cái gì đấy các bạn nhỉ? Là màu đen đúng không? Brown off là chán ngấy nhá. Chán ngấy. Còn không có từ brown, đây là brown nhá chứ không phải là từ brown hay là từ gì đó nhá. Nó là brown tức là từ cái màu nâu. Brown off with something tức là chán ngấy với cái gì? Brown off. Chán ngấy với cái gì ạ? Nghĩa bài sang bài số 7 ạ. Bài số 7 của chúng ta là Economic Reform, tức là những cái sự cải cách về kinh tế. Thực ra trong cái chương trình sách giáo khoa cũ thì nó là một cái chương trình giảm tải. Giảm tải, nhưng mà các bạn biết đấy là chúng ta cũng không thể nào mà biết trước được là cái việc mà chúng ta học để đúng không? Nó có được giảm tải cái gì không. Và bởi vì nó là ngôn ngữ cho nên các bạn biết hết tất cả các lĩnh vực thôi. Có đúng không? Chúng ta sẽ có cụm từ đầu tiên đó là to be Coding aware of. Ai nói gì đấy? To be aware of, được chưa? Là có ý thức để biết cái gì. Mọi người thì nên có cái ý thức đúng không? Về risk, là những cái rủi ro. Nên là the recent economic crisis has brought a slump in Wall Street. Tức là những cái sự khủng hoảng của kinh tế gần đây thì đã mang tới, thì bạn biết rồi, nó có dẫn tới kết quả gì, đó là bring about, đúng không? Được chưa? Dẫn tới kết quả gì? Rồi. À, bạn nào lúc nãy vừa vừa hỏi cái gì đấy hay như nào này, sao cô hỏi xong thì thôi đây. Bringing là tuyển dụng ạ. Không có bring over nhá. À, bring out là mang ra hoặc là sản xuất đúng không? Từ từ em thì mình sẽ có hai giới từ là em ắt và em sư đúng không? Nhằm mục đích làm gì? Nhằm mục đích vào cái gì? Rồi, ok, xong chưa? Vậy thì chúng ta thấy là ở đây, đúng không ạ? Chính phủ đang gì nhỉ? Cố gắng đúng không ạ? Nhằm gì nhỉ? Thúc đẩy đúng không ạ? Tập trung vào giảm gì nhỉ? 50% cho cái số lượng gì nhỉ? Unemployment, tức là những cái người bị gì nhỉ? Bị thất nghiệp, có đúng không ạ? Và đáp án đây chính là đáp án gì nhỉ? Em ất đúng không? Bởi vì chỗ này nó là danh từ. Chỗ này nó là danh từ thì mình dùng ất thôi.
Thể thao thỉnh thoảng được sử dụng bởi chính phủ như là một công cụ của, ở đây chúng ta có foreign policy, từ này của chúng ta có nghĩa là những cái chính sách đối ngoại nha, mình dịch là chính sách đối ngoại. Political chúng ta là chính trị, tính từ đúng không ạ, thuộc về chính trị. Danh từ ạ, môn chính trị ạ. Và politician là danh từ chính trị gia. Rồi, ok. Câu tiếp theo này. Chủ tịch hoặc là tổng thống, nói chung là cái này sẽ là tùy từng tùy từng cái đúng không? Tùy từng cái trường bối cảnh. Tổng thống và chủ tịch đã như thế nào? Commitment tức là cái sự gì đấy ạ? Khẳng định đúng không ạ? Đến cái gì ạ? Sự tiến trình về phát triển và hòa bình. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên đó là từ gì ạ? Re-argued. Thì xuất phát từ cái động từ gì đấy cả đó? Động từ argue đúng không? Vậy re-argue của chúng ta đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tái lập luận lại, đúng không? Tái lập luận lại hay nó có khác là gì nhỉ? Hay nói cách khác là tranh luận lại. Tranh luận lại. Từ thứ hai thì từ re-enact, thì từ này nó xuất phát từ từ gì để cả lớp? Từ enact đúng không? Từ enact của chúng ta là ban hành cái gì? À, ban hành cái gì? Và từ re-enact là ban hành lại. Ban hành lại. Từ theo affirm là khẳng định. Và remind là nhắc nhở. Được chưa? Vậy câu này của chúng ta là gì đấy ạ? Chủ tịch đã như thế nào? Đã như thế nào về những cái gì nhỉ? Quyết định đúng không? Cái sự khẳng định lại một lần nữa đúng không? Về gì nhỉ? Cái chính sách những cái thứ mà liên quan tới gì nhỉ? Nền hòa bình. Đó. Thì đây đáp án chính xác thì các bạn sẽ sử dụng đáp án gì ạ? Đáp án gì là hợp lý ạ? Re-argued là gì đấy ạ? Là tổng thống đã gì nhỉ? Tranh luận lại đúng không? Đã đưa ra những cái vấn đề tranh luận lại. Hay là tổng thống đã gì nhỉ? Ban hành lại. Tổng thống khẳng định lại hay là tổng thống nhắc nhở lại ạ? Mời bạn lớp trưởng ạ, mời bạn Phương ạ. Trong này em đã dọa đáp án gì ạ? Em thật gì vậy? Em chọn C. Rồi, ok, chính xác. Đó là từ reaffirm của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? Tái khẳng định lại, đúng không? Khẳng định là một lần nữa, đúng không ạ? Sự gì nhỉ? Cáo trạng hoặc buộc gì nhỉ? Chính thức cam kết đúng không? The government made serious attempt. Thì chúng ta có cái cụm từ là make attempt to verb là tạo nỗ lực để làm cái gì? Và chúng ta có từ gì nhỉ? Standard of living hoặc là the living standard, đây là mức sống. Cost of living là chi phí sinh hoạt. Đương nhiên đây phải là standard. Chính phủ đã từng bước một đúng không, tạo ra những cái sự nỗ lực hết mình để có thể nâng cao mức sống của người dân, không phải nâng cao cái mức chi phí được. Mức chi phí là những cái người dân phải bỏ tiền ra, có đúng không ạ? Còn mức sống có nghĩa là được sống, mức sống cao cấp là mức sống như thế nào. Tiên là chính phủ đã yêu cầu ai đúng không ạ, về gì nhỉ? Public là những công cộng nội trong cái việc nhà thu hút một vài cái nhà con việc. À rồi, ok, con việc đây là một số những cái nhân đúng không ạ, đã thì nhà trốn thoát. Thì đây chúng ta có partnership. Partnership của chúng ta ở đây là gì ạ? Là cái mối quan hệ đúng không ạ? Theo kiểu gì đấy ạ? Cộng tác với nhau đúng không ạ? Theo kiểu nhau. Thì mình vẫn hay nói cái từ gì nhỉ? Tao với mày là partner của nhau đấy, đúng không? Thì mình vẫn hay nói như vậy. Thì cái từ partnership là sự cộng tác hoặc là sự chung phần gì đó. Cái tương tự cooperation nó cũng thế, đúng không ạ? Còn association nó là liên hiệp. Liên hiệp ạ.
Còn đây là liên minh. Nó khối liên minh. Tức là nó có thể là sự liên minh hoặc là sự liên minh hoặc là khối liên minh. Thôi đừng ấy nữa, không nó lại khóc này anh các này. Bỏ nó, không thích thì bỏ ra đi. Rồi, ok, xong chưa ạ? Vậy thì câu này đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì? Vậy là cảnh sát đã gì đấy ạ? Yêu cầu đúng không ạ? Những cái sự gì nhỉ? Cộng tác đúng không ạ? Cộng tác của những gì nhỉ? Của cư dân chúng ở quanh đó đúng không? Trong việc truy tìm cái dấu vết của những nạn nhân mà đã bị trốn thoát. Ở đây của chúng ta có cái từ partnership ấy, và cái từ cooperation. Thì cái từ partnership nó chỉ là cái tình, tức là cộng tác giữa hai người thôi. Còn cooperation là sự hợp tác nhá. Hợp tác có thể có nhiều đối tượng với nhau. Từ ship ở đây là chuyển mình, tức là chính phủ đã như thế nào từ sự ưu tiên nền kinh tế từ nền công nghiệp nặng cho đến ba cái chương trình nền công nghiệp chính đúng không ạ? Về ship đây là di chuyển. Về nếu như là ship thì move là chuyển, continue của chúng ta là gì nhỉ? Tiếp tục đúng không ạ? Và change của chúng ta là gì nhỉ? Là thay đổi. Encourage của chúng ta là gì nhỉ? Khích lệ, động viên. Thì như các bạn biết rồi, thông thường cái từ ship của chúng ta là chuyển, đó, chuyển từ cái này sang cái kia, có đúng không ạ? Ở đây chúng ta có từ mu là chuyển, chuyển bằng nghĩa đen. Đấy, chuyển bằng nghĩa đen. Nghĩa đen tức là như nào? Tức là di chuyển có thể là về mặt 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 là gì nhỉ? Nơi trốn, có đúng không ạ? Đấy. Cái gì ạ? Bảo bố đi. Đợi cô một chút nhé. Ốm mới đau mấy cơ người. Sorry. Được chưa? Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ thì nhỉ, ở đây chúng ta sẽ dùng từ trên, không dùng từ mu nhá, bởi vì nó là một cái sự thay đổi rõ ràng. Mu nó chỉ là mang tính chất nghĩa đen thôi. Câu tiếp này. Chính phủ đã giới thiệu way free, tức là kiểu đóng cái kiểu cái chính sách đóng băng tiền lương ấy, để mà như thế nào có thể thì nhỉ, dưới tầm kiểm soát được. Như vậy đương nhiên là để mà có thể lạm phát đúng không? Đóng cái cửa vào con này, đó là inflation, có thể thì nhỉ, ở trong tầm cái này là lạm phát nhé. Renovation đó là sự cải cách đúng không? Cách tân economic là nền kinh tế. Development là sự phát triển. Tiếp này, Australia là một vụ đình công ở trong cái ngành công nghiệp mỏ đúng không ạ? Thì nó đang đe dọa có thể mang tới shortage, tức là việc thiếu cái coal, là than đá đúng không ạ? Ở trong cái khu vực thiên nhiên gần đây. Và nên từ shortage là thiếu rồi. Thiếu sẽ là lách cờ thôi. Hai cái từ đó bằng nhau. Redundant là thừa đúng không ạ? Thừa. Từ rồi đây là phá hủy. Từ storage của chúng ta đây là dự trữ. Và từ lách ở đây là thiếu ạ. Này, đây. The Vietnamese Communist Party đây. Đảng Cộng sản Việt Nam này. Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã như thế nào? Một cái cải cách kinh tế overall là đồng bộ toàn bộ đúng không ạ? Vào tháng 12 năm 1986. Được chưa? Thì chúng mình sẽ có từ đầu tiên đó là từ intimate. Từ này của chúng ta có nghĩa là thân mật. Được chưa? Là gì đấy? Báo cho biết. Báo cho biết một cách kín đáo. Initiate là khởi đầu, là bắt đầu. Error là thừa kế. Là thừa kế ạ.
và inhale rồi hít vào. Đương nhiên đáp án chính xác ta sẽ là đáp án B. Như vậy Đảng Cộng sản, Đảng sản Việt Nam đã khởi đầu, đã bắt đầu một cái gì, economic reform, một cái nền cải cách kinh tế đúng không? Đồng bộ toàn diện vào tháng 12 năm 1986. Từ promote tức là để thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước chúng tôi thì chúng ta nên như thế nào? À, vậy là để thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước thì chúng ta nên tiến hành đúng không? Carry out. Carry out là tiến hành. Đúng không? Tiến hành cái cải cách kinh tế. Marry là cưới, bring about là dẫn tới cái gì? Họ take out là nhổ ra. Hoặc là có thể là nhổ, ví dụ nhổ răng mình cũng dùng take out này. Hoặc là ví dụ đổ rác mình cũng dùng take out the garbage này đúng không ạ? Take out nghĩa là đổ ra, nhổ ra thôi. Câu tiếp ạ. The aim of đổi mới world to the economy of Vietnam and to race. Ở câu này thì các bạn thấy là chúng ta có sau từ to thì cần một động từ đúng không? Cái mục tiêu của đổi mới ở đây là cái gì? Tại thích lúc thì người ta thích là gì nhỉ? Renovation. Lúc người ta không thích thì người ta viết là đổi mới thôi. Từ restructure là gì nhỉ? Tái cơ cấu. Tái cấu trúc. Tái cấu trúc ạ. Chưa? Rồi, từ theo restroom. Từ này cũng khá là buồn cười luôn đấy. Cái restroom mà chúng ta bình thường từ này có nghĩa là gì nhỉ? Nhà vệ sinh công cộng, đúng không ạ? À, đấy. Hoặc là từ restroom này còn có nghĩa là gì đấy ạ? À, là toa. À. Toa ở. Từ theo là từ gì nhỉ? Restate là trình bày lại. Remote là sao? Như vậy là cái mục đích của đổi mới là tái cấu trúc lại nền kinh tế của Việt Nam. Tiếp nào. Before đổi mới, our country a lot of difficulties on many aspects of life. Trước đổi mới thì đất nước của chúng ta ba chấm rất là nhiều những khó khăn ở rất nhiều cái lĩnh vực. Ở đây chúng ta có expect là trông đợi. Experience là trải nghiệm hoặc là trải qua. Except là ngoại trừ và check. Check của chúng ta cũng là lấy từ đâu. Em ạ, before đổi mới our economy, trước đổi mới thì economy rất là nền kinh tế của chúng ta như thế nào? Và đã bị dominated, thống trị đúng không? Bởi gì nhỉ? À, bị chiếm hoặc là bị thống trị, mình cả thống trị cũng được đúng không? Nó chủ yếu đó là nền nông nghiệp truyền thống. Vậy là trước đổi mới thì nền kinh tế của chúng ta được gọi là underdeveloped. Tức là dưới mức phát triển. Tiếp là trước đổi mới thì đất nước của chúng ta như thế nào và mọi người thì có cuộc sống như nào? Vậy trước đổi mới thì đất nước của chúng ta rất là nghèo, poor. Và cuộc sống của mọi người cũng rất là thua, đúng không ạ? Ok. Câu tiếp này. Trước đổi mới thì các trường học và các bệnh viện như thế nào? Nếu mà trước đổi mới thì đáp án A thứ nhất nhé. Câu này có từ vua. Từ vua chúng ta là số nhiều thì câu này chúng ta sẽ loại từ A đầu tiên. Ok. Đây là cái điều đầu tiên. An overdoses. Overdoses là quá liều. Tức là cái việc sử dụng quá liều. Sufficient là gì nhỉ? Sự đầy đủ. Abundant là nhiều. Rồi, ok. Được chưa? Vậy thì ở câu này của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? À, trước khi đổi mới, đúng không ạ? Thì cũng có khá là gì đấy à, nhiều à là thiếu. Ô, con này bị con này chắc chắn là bị sai đáp án này cả lớp. Cái này phải là the worst cả lớp. Nếu mà dùng the worst như này thì không được, bởi vì là sao, tất cả chỗ này của chúng ta đều là số ít hết này, không đếm được này.
Với lại là trước đổi mới thì là chúng ta phải ít trường đại học, phải ít trường học và ít bệnh viện chứ. Con này cái chỗ này phải sửa qua thành bình quân. Đấy, tôi sai một chút ạ. Đáp án đây. Đó là hiểu không ạ? Nếu mà dùng Google ấy, thì nó là số nhiều, thì những cái từ đằng sau nó phải là số nhiều. Nha. Đấy, cho nên là không đúng. Và lại hơn nữa là trước đổi mới thì cái việc thiếu trường học và bệnh viện, chứ không phải là nhiều trường học và bệnh viện được. Sai nghĩa. Ok, câu tiếp theo của chúng ta là important. It's quite important. Tức là điều quan trọng đối với ai, important to somebody. Có đúng không ạ? Chứ không phải lúc nào cũng là for nha. Điều quan trọng đối với ai, important to. Còn nếu như mà ai đó mà đối xử như thế nào, có phẩm chất như nào mình dùng of. Ví dụ như là it's very kind of you to. Ví dụ như thế. Thì cái đấy sẽ là of. Còn đây là important to, điều quan trọng đối với ai. If you think you may allergic to your food or drink, nếu như bạn nghĩ rằng bạn có thể bị dị ứng một cái loại thức ăn đồ uống nào đó thì bạn hãy xóa nó khỏi thực đơn đi. Công thức của chúng ta là eliminate from. Xóa khỏi cái gì? Xem nha. The new policy include cutting subsidy. Cái từ subsidy của chúng ta là nguồn viện trợ. Ok Hoài nhé. Subsidy của chúng ta là viện trợ. Từ trade barrier đây là rào cản thương mại. Vậy có rất là nhiều chính sách đúng không? Bao gồm người ta sẽ cắt giảm những cái gì nhỉ? Nguồn viện trợ về gì nhỉ? Về nông nghiệp cũng như là một số cái rào cản thương mại. Ra thì nếu như mà bình thường ấy ạ, nếu như bình thường thì các bạn biết là chúng ta có hai cái cách để ghép danh từ, có đúng không ạ? Vừa là y gì à? Agricultural tức là danh từ đi với thì là subsidy hoặc là agricultural subsidy cũng được, nhưng nếu mà xét về cái mặt collocation cụm từ ấy, thì sẽ ưu tiên cái từ agricultural nhé, tức là ưu tiên tính từ đứng trước danh từ hơn, tức là những cái khoản trợ cấp về nông nghiệp, khoản trợ cấp và những cái viện trợ về nông nghiệp. Tiếp này, so up từ lợi cần tiền là một danh từ đúng không? Inflate là động từ. Bình thường thì chúng ta dịch là lạm phát đúng không ạ? Nhưng ở đây thì mình có thể dịch một cái từ khác nữa. Từ inflate là thổi phồng cái gì đó lên. Là bơm phồng. Là tăng lượng. Gì đó. Đây là danh từ. Đây cũng là danh từ. Trong đó thì inflation. Trong đó thì cái từ inflation của chúng ta đó là gì đấy cả lớp nhỉ? Đó là cái nạn lạm phát đúng không? Nạn lạm phát đấy, còn bây giờ càng ngày cái tình trạng lạm phát càng gia tăng đúng không? Còn inflationist là người theo chính sách lạm phát. Inflator là cái bơm, là cái bơm hoặc là cái người mà bơm phồng hoặc là thổi phồng cái gì đó lên. Đó là gì nhỉ? Một tí. Câu số 21 này. Câu số 21 là anh, đó là một cái quan điểm rất là hay khi chúng ta bắt đầu với những cái mục tiêu nhỏ và có thể dễ dàng đạt được đúng không? Bản thân cái từ easily của chúng mình là một trạng từ rồi. Vậy chúng là tính danh động trạng tính chứ không phải là tính từ. Achievable. Achieve là động từ đạt được. Achievement là danh từ, thành từ. Achievable là tính từ có thể đạt được. Đúng không? Economic reform đúng không? Began cái cuộc cải cách về gì nhỉ? Kinh tế này như nào đúng không ạ? Thì đã thì bắt đầu ở Xô Viết đúng không? Vào tháng 6 năm 1985 bởi những cái người lãnh đạo đúng không ạ? Ok. Và đã như thế nào là nền kinh tế? Vậy đương nhiên là đã nói là cái cải cách kinh tế thì lúc nào cũng sẽ là restructure, tức là tái cấu trúc lại đúng không?
người ta gọi là tái cơ cấu, tái cấu trúc. Còn repair là sửa chữa, reproduce là tái sản xuất, tái sản xuất. Còn reply của mình là trả lời. Câu tên này, after more than a decade, tức là sau hơn một nửa thập kỷ của đời mới, các bạn hiểu chưa? Sau hơn một nửa thập kỷ của đời mới, hay được gọi là economic, đúng không? Renovation, đúng không? À, economic renovation chính là đổi mới đấy. Thế thì đảng, chính phủ, đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ đạt được những cái gì nhỉ? Sự liên kết về mặt kinh tế, đúng không? Vân vân. Ở đây chúng ta có từ relation là cái mối quan hệ. Investment của chúng ta là sự đầu tư. Productivity ở chữ tên là cái hoạt động sản xuất. Trải qua khoảng hơn 20 năm thì chính quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam đúng không ạ? Đã như thế nào? Đã pursue là đã thì theo đuổi cái chính sách mở cửa và tiếp tục đúng không? Cái từ u đây là kêu gọi nha cả lớp. Cái này mình lại gọi là kêu gọi này. Và kêu gọi vốn đầu tư của nước ngoài. Và chúng ta có open door policy nhớ cho cô nhá. Đang trong con chip mẹ ơi. Nó lại sốt. Export là xuất khẩu. Guideline là đường lối chính sách. Đường lối chính sách. Số 24 nào. Sau một cái thập kỷ của nhà liberation, liberation là cái sự giải phóng về mặt kinh tế đúng không ạ? Thì Việt Nam đã gì nhỉ? Đã nhìn thấy đúng không ạ? Đã có thấy một cái sự tăng trưởng rõ rệt, dramatic là tăng trưởng một cái nhỉ? Rõ rệt đúng không ạ? Trong việc sống ở trong cái gì? À ok, trong gì nhỉ? Living standard cho cái mức sống đúng không ạ? Ở khu vực đô thị. Còn surface của chúng ta là bề mặt. Level đây là mức độ. Background chúng ta là nền tảng. Rồi câu tiếp theo này 3 chấm laws and regulation. Law ở đây là gì nhỉ? Luật lệ đúng không? Regulation là những cái quy tắc đúng không? Which impose cái mà áp đặt. Áp đặt là cái restriction là những cái gì nhỉ? Điểm hạn chế đúng không? Trên một vài cái như cái quyền lợi đúng không? Thì nên được xem lại đúng không? À, comply with tức là gì nhỉ? Từ comply with là một cái từ cũng rất là hay. Mình có thể hiểu có thể là nhà song hành. Song hành với đúng không? Những cái luật quốc tế. Từ domestic của chúng ta đó là nhỉ? Về gia đình đúng không ạ? Thuộc về gia đình. Về gia đình nhé. Hoặc là nội địa nhé cả lớp. Program là chương trình. Encourage là khích lệ. Và expand đó là mở rộng. Rồi, vậy là những cái luật lệ đúng không ạ? À, những cái quy tắc đúng không ạ? Ở trong một quốc gia đúng không ạ? Trong quốc gia. Cái có thể áp đặt lên một số cái restriction, những cái gì đấy ạ? Quy tắc, những cái nền nếp đúng không ạ? Trên bất kỳ luật lệ nào thì nên được xem xét để có thể thống nhất luật lệ quốc tế đúng không ạ? À, đó này. Thì trên người ta đang nói là gì nhỉ? Ở dưới người ta nói là international law thì dưới là domestic law rồi, đúng không? Câu tên này, the new economic reform have allowed for international. Như vậy là tất cả những cái cuộc cải cách về nhỉ, kinh tế mới này đúng không ạ? Đã nhỉ? Cho phép chấm 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 đúng không? Những cái liên quan đến quốc tế và sự phát triển ở trong nền trong đất nước của chúng ta. Như vậy là những cái cải cách về kinh tế thì đã cho phép cái gì của quốc tế? Quay là trả này, renovation là cải cách này, investment ở đây của chúng ta là những đầu tư. Có đúng không ạ? Và opportunity là cơ hội. Vậy đương nhiên là sẽ đã cho phép cái sự đầu tư đúng không ạ? Của quốc tế cũng như là sự phát triển trong đất nước. Câu 27 này.
Năm 2001 thì Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả những cái gì nhỉ? Những cái tổ chức ấy, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có tổ chức gì? Đây là Đảng Cộng sản Việt Nam là cô không nói gì nhá. Cái gì nhỉ? WTO này, đúng không ạ? Ví dụ vậy, WTO này hoặc là WHO này, đúng không ạ? Thì nếu như mà bình thường nó viết tắt thì không có gì để nói nhá. Nó viết tắt thì không có gì để nói nhá. Thế nhưng nếu như mà nó không viết tắt thì tức là nó sẽ viết đầy đủ ra ấy, thì nó sẽ có ở Ân Dơ hay không? Có nhá, nhớ chưa? Ví dụ như là United Nations, nhưng mà viết tắt nó chỉ là UN thôi đúng không? Nhưng mà viết đầy đủ ra là phải có từ Dơ nhé cả lớp. Con này phải là từ Dơ nhá. Những cái tổ chức nào mà lớn ấy thì các bạn phải dùng Dơ nhé. Vì nó là sự hợp nhất, thống nhất. Chưa? Câu tiếp này. I would also contaminate attract foreign investment to Vietnam. Như vậy là nó cũng sẽ có được những sự thu hút, cái sự đầu tư nước ngoài tới Việt Nam. Nó không chỉ từ Mỹ đúng không, mà còn từ châu Âu. Mỹ thì đương nhiên United States và đâu phải có dơ rồi, còn Europe thì không có dơ, có đúng không ạ? Đó sẽ là vấn đề. Đầu tiên này, những cái sự cải cách về kinh tế thường xuyên được tiến hành để có thể promote, thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước, đúng không ạ? Carry out. Thế ra vậy? Lấy cho con nước ở đây. Nhưng không phải cái con nước ở đây đâu nhỉ? Con nước ở đây là cái Orizon bù điện đấy nhỉ? Lấy cái cốc gì ấy? Lấy cái cốc ở dưới cái đấy. Và cốc Orizon nó mới uống thôi, đừng cho nó uống nữa. Nó buồn nôn, lại nôn ra chết. Tiên này. Being aware of, có ý thức trong cái gì? Những nước đấy, nước đấy rồi. Câu tiếp này, hơn khoảng 10 năm rồi chúng tôi đã nhìn thấy cái sự phát triển rất là quan trọng. Đây là tính từ đúng không? Thì phải đi với danh từ. Henry là một học sinh rất là studious, là chăm ngoan, và anh ấy thì không cần bất kỳ động sự động viên khích lệ nào cả, có bản thân mới có thể tự làm việc được. Thì các bạn nhớ này, no thì không có danh từ. Được chưa? Như vậy con này sẽ là no cộng với danh từ nhé. Encouragement. Encourage là động từ khích lệ đúng không ạ? Quá mệt cả các bạn. Câu tiên này, during the time of economic reform, trong suốt cái thời gian nhỉ, economic tức là cải cách của kinh tế, thì nền kinh tế này đã tăng một cách khá là ổn định đúng không ạ, với chỉ có một vài những cái setback là tụt lùi đúng không ạ. Thôi thì đây chúng ta sẽ có là cái từ grow của chúng ta đã là gì ạ, đã là động từ rồi, vậy sao nó phải là một trạng từ? Đáp án sẽ là đi. Trạng từ một cách ổn định. Constancy là danh từ sự ổn định. Tiếp này, cái gì ảnh hưởng của new policy, của chính sách mới, đó là những người nông dân bây giờ phải tự mình làm việc và sẽ nhỉ? Ok, not for the state. Ngày xưa không biết các bạn có nhớ cái chế độ mà thời kỳ bao cấp ấy, thì khi mà người làm là mọi người sẽ phải đều tất cả mọi lúa mạ như thế nào đó là đều nộp về cho cái người ta gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái gì, nộp nộp cái gì, như là thời bao cấp người ta nộp, mà nộp cái gì, nộp không phải, không phải nộp thuế mà nói chung là nộp cho gì nhỉ, chính quyền hết tất cả những cái lương thực thực phẩm đấy. Và ví dụ như là mình sẽ chỉ, ví dụ như là mình cấy bao nhiêu sào thì mình sẽ chỉ được ví dụ bao nhiêu cân thôi, tương xứng cái đó thôi đúng không? Đấy thì cái từ not for the sake của chúng ta nghĩa là gì nhỉ? Không phải vì quyền lợi của quốc gia. Đấy, tức là từ sau khi mà có những cái ảnh hưởng đúng không, của chính sách mới này, thì người nông dân bây giờ tự mình làm việc và làm cho chính mình chứ không phải vì làm việc cho quốc gia nữa. Legal đây là hợp pháp. Hợp pháp nha.
Tính từ ngược nghĩa của từ level này là gì cả lớp nhớ không? Tính từ ngược nghĩa của nó là từ gì? Easy nhỉ? level. Illegal đúng không? Từ common của chúng ta là phổ biến. Từ common của chúng ta là phổ biến. Phổ biến á. Từ gì nhỉ? On của chúng mình là tất cả. Là tất cả. Từ còn từ overall là nhìn chung. Là nói chung. Đúng không? Là nhìn chung. Rồi, ok, được chưa? Vậy ở trong câu này thì chúng ta sẽ làm là gì? Cái ảnh hưởng như thế nào của nên cái ảnh hưởng như thế nào của toàn bộ cái chính sách mới này? Đó chính là cái ảnh hưởng của gì đấy ạ? Toàn bộ cái nền kinh tế hoặc chính sách mới này sẽ là cái gì? Từ nào đấy cả lớp? Từ nào? Overall nhá, được chưa? Ảnh hưởng nhìn chung, nói chung, được comment là phổ biến, không dùng từ đấy được. Ảnh hưởng chung ạ. Câu tiếp này. Từ peasant đây chính là người nông dân ạ. Người ta xem là người nông dân đã chiếm khoảng 80% đúng không ạ? Số lượng dân số người Việt Nam. Farmers. Specialist đây là chuyên gia. Economist là những nhà kinh tế học. Professor là giáo sư. The đổi mới reform hub new possibility in farming system research in Vietnam. Tức là những cái đổi mới, những cái cải cách này đã như thế nào? Những cái khả năng có thể trong cái hệ thống nông nghiệp, nghiên cứu hệ thống nông nghiệp ở Việt Nam. Như vậy là nó đã gì đã mở ra. Đúng không? Từ rise thì không dùng được, vì các bạn biết cô nói cả lớp rồi. Cái từ rise này bản thân của nó là một, người ta gọi là cái gì? Là nội động từ. Tức đằng sau nó sẽ không bao giờ được phép có một cái tân ngữ nào cả. Nhưng ở đây rõ ràng có từ new possibility. Và không dùng từ này được. Có đúng không? Open là mở ra. Renovate là cải cách. Chúng ta có từ new là mới rồi. Thì cái từ cải cách là nó bị thừa. Chứ con này sẽ là open nhá. Nó mở ra những cái khả năng, khả quan mới đúng không ạ? Câu 37 này. Output. Output là gì? Output là những cái đầu ra. Có đúng không? Là những cái mình sản xuất ra được. Đúng không? Tức là cái việc giới thiệu của một số những cái practice là những cái công cụ thực hành nông nghiệp đúng không? Phù hợp đối với Việt Nam thì người nông dân có thể nhận giúp cho họ có thể đạt được một số cái thành tựu nhất định. Output. Được chưa? Chúng ta có từ đầu tiên là productivity. Productivity chúng ta là những cái gì? Các hoạt động sản xuất đúng không? Hoạt động sản xuất ạ. Gì đây? Rồi, từ thứ hai của chúng ta là renovation. Renovation của chúng ta vẫn là cải cách thôi, đúng không? Cải cách nông nghiệp. Cả các loại cải cách. Guideline là đường lối, là chính sách. Là đường lối, là chính sách. Lúc nãy vừa nói rồi đúng không ạ? Và achievement mình của chúng ta là achievement của chúng ta là những cái thành tựu đúng không, những cái mà cần đạt được. Đáp án chúng ta sẽ là đáp án đấy nhỉ, đáp án A đúng không, là thu được những cái hoạt động sản xuất và những cái thành tựu của sản xuất có được. Tiếp còn không thể dùng từ achievement vì đằng trước có achievement không thể giữ achievement nữa. Cái dự án phát triển này có thể là một cái sự nỗ lực rất là lớn đối với dân số gì? Đương nhiên là dân số rural Vietnamese population, tức là cái dân số ở khu vực nông thôn của Việt Nam. Đúng không? Thế còn major là chính, living là sống, domestic là nội địa. Trong miền Nam, chấm chấm chấm, sự phát triển như thế nào thì tập trung vào rice cultivation. Ở đây của chúng ta là canh tác về nhà lúa, đúng không? Hay nói cách khác là trồng lúa. Và trên mọi quốc gia thì rice and rubber, tức là gạo, cây lúa và cái gì, cái cao su cũng là những cái item chính đúng không ạ, cho xuất khẩu. Câu này là in the south ở Việt Nam đúng không ạ, agriculture nền nông nghiệp đúng không, tập trung vào cái gì. Thế còn industrial là công nghiệp,
Mai Ninh của chúng ta là cái gì ạ? Mỏ đúng không? Ngành mỏ. Còn từ textile là những cái nhỏ, những cái ngành công nghiệp mà sử dụng cái chế phẩm đúng không ạ? Liên quan tới gì đấy? À, giấy tờ đúng không ạ? Văn thư các thứ ạ. Sợi dược, sợi dệt các thứ. Giấy tờ này, sợi dệt này, cái những cái mà nó liên quan đến cái nguyên liệu để dệt may hoặc là những loại dây bông gai đay như đấy. Giấy tờ đó là textile. Tiếp, there was shortage của từ là shortage of. Thiếu cái gì? The new measure are aimed, cụm từ là em ắt rồi. Mục đích. Những cái thử thách của nền kinh tế và cái quần áo phải đặt riêng nha. Không mỗi được đâu. Ai mà bị là quần áo phải đặt riêng đấy, không mỗi về cái gì đâu. Ở đây của chúng ta là những cái checklist, là những cái thử thách về kinh tế, về cải cách đúng không ạ? À, đã giải quyết vấn đề. Thì đây các bạn chú ý là chúng ta có từ checklist, chúng ta là danh từ. Chứ danh từ thì cần từ loại của chúng ta là một tính từ đúng không ạ? Initial checklist. Những cái sự gì nhỉ? À, thách thức ban đầu đúng không ạ? Những thử thách ban đầu. Initial là động từ. Đây là danh từ. À, bây giờ có hai cái từ nhé. Hai mươi từ, một cái từ là initiation và initiative. Có ai còn nhớ hai cái từ này nó khác nhau chỗ nào không? Hai cái từ này nó khác nhau chỗ nào? Phương nhớ không? Hôm nay cho các bạn tắt cam đấy thế. Cô ốm thì các bạn có tắt cam luôn hả? Không. Cái này là gì các lớp nhỉ? Đây là óc sáng kiến nhỉ? Đây là sự khởi xướng. Nhưng mà kể từ những năm 1990 thì Ấn Độ đã có những cái tỷ lệ đúng không ạ? À, phát triển rất là cao đúng không ạ? Và đã mở cửa. Immersion là mở cửa nhé. Và đã mở ra đúng không ạ? Giống như là một trong những cái gì giàu có nhất trong những thế giới của đất nước đang phát triển. Vậy đó là một trong, đó là one of. Vậy phải là one of the, thì có một số nhiều đúng không ạ? Economics. Một trong những nền kinh tế lớn mạnh nhất. Ô số 44 này. Do specialist, tức là tất cả những cái người chuyên gia này đúng không ạ, đang cố gắng để tìm ra những cách để khiến cho cái việc gì nhỉ, sử dụng những cái agriculture land, tức là những mảnh đất nông nghiệp là trở nên có gì nhỉ, tính chất hiệu suất cao hơn. Thì sau more thì loại tìm của chúng ta phải là một tính từ thì nó sẽ là product. Rồi, ok, xong chưa? Câu tiếp theo của chúng ta. Industry in the area consisted mostly of food processing plant and factory. Ở đây của chúng ta có là cái ngành công nghiệp. Có đúng không ạ? Ở ngành công nghiệp ở trong khu vực này đúng không ạ? Bao gồm hầu như tất cả những cái cây thực vật, là những cây thực vật nó để sản xuất và tạo ra thức ăn, cũng như là những cái nhà máy mà thì có thể sản xuất ra những cái hàng hóa tiêu dùng. Đó là nhà máy thì phải là sản xuất rồi, đó là producing. Còn renovate cũng là cải cách đúng không? Initiate là bắt nguồn của develop là phát triển. Chúng ta có từ consumer good, cái từ goods ở đây của chúng ta có nghĩa là những cái hàng hóa đúng không? Mình gọi là hàng hóa tiêu dùng nhá. Cái này nó sẽ có một số cái từ mới thì cố gắng để ý. Câu tiên này. Rồi, ok, tiếp này. The government gave up to reforming the legal system. Ở đây chúng ta sẽ có cái cụm từ là give. Stop.
right all the time. Đúng không? Sự. Tức là giờ có cái sự ưu tiên. Có sự ưu tiên hàng đầu. Với cái gì? Preference chỉ là thích hơn thôi đúng không ạ? Câu tiếp theo của chúng ta. Câu 47. Ba chấm là tiền mà được gì nhỉ? Được trả bởi chính phủ hoặc là other authority là những cái nhỉ? Cái quyền đúng không ạ? Của những người khác đúng không ạ? Để có thể giúp đỡ cho ngành công nghiệp. And cho the capital. Đây là một cái nguồn nguồn vốn được trả bởi chính phủ hoặc là những cái tổ chức khác đúng không? Ở đây còn đáp án sẽ là đáp án A nhá. Tưởng cho nó ăn biển lấy con bi với con nó ăn nó ít cháo đó rồi. Kiểu tưởng cho nó ăn. Câu tiếp này. They still remain the need for an integrated system. Như vậy là họ vẫn còn những cái need đấy, cái nhu cầu đúng không ạ? Cho cái hệ thống như là viện trợ đúng không ạ? Integrate này như là hội nhập đúng không ạ? Cái mà sẽ như thế nào người nông dân để có thể chăm sóc những cái gì nhỉ? Môi trường đúng không ạ? Ở khu vực diện tích đất đúng không ạ? Hoặc là có thể sản xuất ăn. Như vậy rõ ràng là cái mà sẽ cho phép người nông dân, enable của chúng ta là cho phép này. Adopt của chúng mình là thích nghi này. Đúng không ạ? Nâng siêu là tiêu dùng và expand của ta là mở rộng. Vậy đương nhiên sẽ là enable somebody to work, tức là cho phép ai làm gì. Cho phép ai làm gì ạ? Ok, câu tiếp theo nha. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái đáp án, bốn danh từ khác nhau thì các bạn nhớ nha. Từ party của chúng ta đây là đảng. Mình dịch là đảng chứ mình không dịch là bữa tiệc nha. Part này là phần. Section đây là cái khu vực. Nhưng mà cái khu vực này nó sẽ là tất cả các loại khu vực nhưng trừ kinh tế. Còn the sector nó sẽ là khu vực kinh tế. Đáp án đi ạ. Cái kế hoạch phát triển đã nó tập trung equally, tức là tập trung nó ngang bằng nó chủ yếu vào cái nền nông nghiệp cũng như là những ngành công nghiệp và sẽ đầu tư đúng không ạ, tới những cái những project, những cái dự án mà chúng biết thích đúng không ạ, phụ thuộc cả hai cái lĩnh vực kinh tế đó. Tiếp, bất chấp cái việc nhấn mạnh của kế hoạch đúng không ạ vào cái gì của nền nông nghiệp, mà cái instructor đây, người ta có đây, nghe là sao mà tôi biết instructor luôn đây này, được chưa? Mà cái gì nhỉ? Khu vực kinh tế đúng không ạ? Liên quan đến công nghiệp này đánh nhất được một cái cụ cái chân của cụ từ là share of state investment, cái nhà sự đầu tư rất là lớn của nhà nước, cái share đây là cổ phần. Share of state là cổ phần của nhà nước, cổ phần đầu tư của nhà nước. Cái từ share nha, cả lớp nhớ nha, khi mà danh từ thì nó trở thành cổ phần đấy ạ. Ăn chịu khó nghe cái tiếng hò cô nhá. Rồi, ok. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ có một số từ sau ạ. Chúng ta có gì nhỉ? Từ shortage là sự thiếu hụt, có đúng không ạ? Chúng ta có từ commitment của chúng ta, đó là sự gì nhỉ? Commit là gì? Cam kết đúng không? Development là sự phát triển. Vậy đây là bất chấp cái việc nhấn mạnh về sự phát triển nông nghiệp đúng không? Mà cái lĩnh vực cái khu vực về kinh tế liên quan đến công nghiệp nó vẫn nhận được cái gì, sự đầu tư của nhà nước nhiều hơn đúng không ạ? Nhấn mạnh phát triển về nông nghiệp nhưng vẫn đầu tư cho công nghiệp nhiều hơn đúng không? Chưa đổi mới thì cái việc sản xuất của đất nước chúng ta, đây là tiếng R đấy nhá, của đất nước chúng ta là như thế nào? Mình gọi developing là đang phát triển, stagnant chúng ta đây là trì trệ.
Vậy trước đổi mới thì đương nhiên là cái việc sản xuất đúng không, của đất nước chúng ta nó đang ở tình trạng stagnant, tức là rất là trì trệ đúng không? Then to solve the problem before đổi mới, our government introduced number of. Như vậy là để gì nhỉ? Giải quyết được cái vấn đề trước khi đổi mới thì chính phủ của chúng tôi đã introduce, đã giới thiệu một loạt những cái gì. Ở đây chúng ta có từ measure là biện pháp nha cả lớp. Thì ở đây mình có là renovation là cái sự cải cách rồi đúng không ạ? Remember là nhớ. Resume đây thì nó chả liên quan là cái resume hôm trước ở cái unit số 6 mình học là cái gì? Nó chính là cái bản sơ yếu lý lịch tóm tắt lại toàn bộ đúng không ạ? Cái CV, cái từ resume này thì nó bằng với từ gì nhỉ? À, bằng với từ CV đúng không? Đấy, hôm trước bạn rồi đúng không? Thế là nó chả liên quan gì một tí này đến cái chủ đề này cả. Đúng không? Còn tiếp theo là resolution. À, thì các bạn biết là từ solve của chúng ta là giải quyết, và resolution của chúng ta có nghĩa là gì? À, cái gì? Những cái nghị quyết là sự cương quyết. Hết nghĩa về cô đấy nha. Cô sốt ruột quá nên là cô đành bắt buộc là cô phải phải dạy đấy, nhưng mà tí nữa lớp kia cô không dạy đâu. Rồi, to solve the problem tức là gì nhỉ? À, đứng trước cái để giải quyết cái vấn đề đúng không ạ? À, về đổi mới đúng không? Thì chính phủ chúng ta đã giới thiệu những biện pháp như thế nào? À, những biện pháp cải cách à? Hay là biện pháp ghi nhớ, biện pháp và những cái nghị quyết biện pháp. Vậy đương nhiên là gì? Để giải quyết những vấn đề chế đổi mới thì tác ra thì gì nhỉ? Thì chính phủ nó làm gì? Làm tuyến nào? Chính phủ nó làm gì ở tuyến? Nghĩ là cải cách. À, cải cách. Rồi, ok. Có ai kiến khác không? À, hôm nay bạn Trang đâu nhỉ? À, như là Trang nó sang. À, lớp mình lại Trang với Hải nó lại học toán ở đâu ấy. Thế là nó bảo nó phải sang lớp A2 học. Chả biết như nào. Tức là một buổi thứ hai học lớp mình xong rồi chắc thứ sáu lại lại sao học lớp A2 hay sao? Chán cả lên. Học cái kiểu đang học cái này xong nhảy sang cái kia học mệt mỏi lắm thôi. Rồi, ok. Ở đây là bạn ai vừa nói cái gì? Bạn Tuyến à? Bạn Tuyến nói là gì? Để giải quyết vấn đề này chính phủ đã giải quyết được những cái vấn đề gì nhỉ? Một loạt những cái gì nhỉ? Biện pháp, cải cách đúng rồi, chắc chắn rồi. Rồi, câu tiếp này. Kể từ khi đổi mới thì đất nước của chúng ta đã vượt qua cái gì? À, đã trải qua undergone này là trải qua. Có đúng không ạ? Trải qua cái gì? Thì đây chúng ta sẽ có là những sự thay đổi như thế nào? À, subsidize cũng nói là viện trợ rồi. Có đúng không ạ? Đấy, viện trợ. Tính từ nhá, thuộc về nguồn viện trợ. Các bây giờ xem con chip nó đã sốt chưa? À? Ngầm. Hay thế ạ. Được chưa? Và tiếp theo của chúng ta là gì nhỉ? Substantial. Thực ra cái từ gì nhỉ? Cái từ này thì gợi nhớ đến cái học và IELTS, cái writing test one của cô. Cứ nghĩ từ substantial là ngữ từ đấy. Từ này của chúng ta là đáng kể, là lớn lao. Giáp ơi, cầm cầm điện điện thoại này, mẹ gọi này cho mẹ nhìn chúng nó cái này. Mẹ mình ấy. Nhanh lên, cho ra là cầm đi, em đang dậy. Thế này, ba chấm này có nghĩa là cái quá trình tiến bộ về mặt kinh tế đúng không? Ở đó mà giá cả tăng để mà thì nhà đồng tiền giá bị nhà bị giảm xuống.
Được chưa? Cái này của chúng ta là inflation nhé. Tức là cái quá trình kinh tế. Giá tăng. As a result of the strike của chúng ta là kết quả của vụ đình công thì chính phủ đang urging, tức là thúc giục mọi người là phải như thế nào? À, phải mọi người phải gì nhỉ? Thế nào với điện ạ? Vậy nếu như mà gì nhỉ? Với kết quả vụ đình công thì chính phủ thúc giục mọi người là phải tiết kiệm điện, đúng không? Economical. Trạng từ một cách tiết kiệm ạ. Tại sao to be cần từ loại là một tính từ đúng không ạ? Chính phủ đang thúc giục mọi người phải tiết kiệm đúng không? Mục tiêu của năm 6 này, cái cuộc cải cách này đã mang lại rất là nhiều đúng không ạ? Bring about. Mang lại rất nhiều cái positive effect. Tức là những cái ảnh hưởng tích cực đúng không ạ? Trong rất nhiều cái nhờ cái khu vực kinh tế đúng không ạ? Khác nhau. Sector of the economy. Và nhớ những cái từ khu vực kinh tế, người ta không dùng areas mà dùng sector. Nó là những cái cụm từ thì mình phải nhớ. Câu tiếp này. Đó là như thế nào khi bắn shoot an alligator, một cái nhà con cá sấu đúng không ạ? Ở trong cái khu vực rừng Everglades đúng không ạ? Nơi mà các loài động vật đúng không ạ? Đang được cái sự protection, tức là bảo vệ của cái dịch vụ gì đấy ở công viên quốc gia. Như vậy đó sẽ là điều bất hợp pháp. Sau to be thì mình cần điền từ loại là một tính từ. Legal nghĩa là tính từ hợp pháp. Và illegal nó bất hợp pháp. Legally là trạng từ và illegality ở đây là danh từ. À. Chính phủ đã thì nhỉ, cắt giảm những cái nguồn viện trợ, cắt spending through direction, đã cắt giảm cái chi tiêu đó thông qua cái việc cắt giảm những cái gì nguồn viện trợ của gì nhỉ, của đất nước đúng không, tới nền nông nghiệp. Và nguồn viện trợ vẫn là subsidy thôi, cắt giảm chi tiêu đúng không ạ, benefit của chúng ta là lợi ích, là subsidy của chúng ta là nguồn viện trợ, intervention là sự can thiệp. Còn tax đây là thuế, nếu nhá, nếu mà dùng thuế nhá thì phải là thuế tax on, nếu từ tax phải là tax on tức là thuế áp đặt cái gì nhá. Vậy là cắt giảm những cái việc chi tiêu thông qua việc giảm nguồn viện trợ được chưa của nhà nước tới nền công nghiệp, chứ không phải thông qua cái việc thuế nhá, không phải giảm thuế. Cô nhắc lại này, giảm thuế thì cái gì phải là tax on nhá, nhớ chưa? Tax on à? Câu này lúc nãy mình làm rồi, em up đúng không, và reduction of, tức là nhằm cái mục tiêu là giảm 50% và reduction là giảm của cái gì of. Sau rất là nhiều năm của cái quá trình đổi mới thì Việt Nam đã đạt được rất nhiều cái kết quả đáng khích lệ. Sau has thì cần một phần thứ hai, đó sẽ là be achieved. Đất nước của bạn đã trải qua rất là nhiều khó khăn trước đổi mới có phải không? Ở đây chúng ta có tới đất rồi, như vậy chúng ta cần một động từ thường thôi, động từ thì nhỉ, không chia gì hết đúng không ạ? Đất experience. Câu số 2 này, I want you to, tôi muốn bạn ba chấm tất cả những cái sự nhờ hướng dẫn của cái chính xác. Như vậy là tôi muốn bạn take up là bắt đầu một cái sở thích, một cái thói quen tốt và thường là dừng cho môn thể thao đúng không? Put out thì sẽ là dập tắt. Turn up là xuất hiện và carry out là tiến hành. Vậy là tôi muốn bạn tiến hành đúng không? Theo những cái chỉ dẫn một cái chính xác nhất, instruction là những chỉ dẫn. Câu số 63. The committee among themselves for hours. Tức là gì nhỉ? Những cái ủy ban này đã bắt đầu tranh luận với nhau đúng không ạ? Về hàng vài giờ rồi. Rõ ràng chúng ta có từ for thì nó phải là hoàn thành. Và cái ủy ban này không phải là cái ủy ban đó tranh luận, mà những cái thành viên trong ủy ban đó tranh luận, cho nên nó phải là số nhiều. Nhà, mà con này là chủ động chứ không phải là bị động, cho nên không thể làm ta bê được.
thì đây là master bạn đây. Các bạn nhớ lại chúng ta có những một số những danh từ tập thể, ví dụ như là từ family, từ committee đúng không ạ? Hoặc là từ team, từ group chẳng hạn, những cái từ mà liên quan tập thể đó thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu như mà chỉ cái tập thể đó thì là số ít, còn nếu như mà chỉ các cái thành viên tập thể đó thì nó sẽ là số nhiều. Thì mình sẽ phải ví dụ nhá. Chẳng hạn như là đất nước này được điều hành bởi, có đúng không ạ? Cái chính phủ thì mình à, bởi gì? Bởi chính phủ này thì sẽ là gì đấy ạ? Our country is governed by this government thì được. Nhưng nếu như mà chính phủ gì nhỉ? Đang họp thì nó phải là những người cho chính phủ đang họp, không phải là cái chính phủ đó họp cả. Còn đưa ra quyết định là cái chính phủ nó đưa ra, còn họp thì là những người trong chính phủ đó họp. Hai cái này khác nhau nhỉ. Rồi, câu tiếp theo của chúng ta này. Nó rất là hút và thấm. Apply của chúng ta là gì nhỉ? Nộp đơn vào đâu? Hoặc là còn có thể là ứng dụng đúng không? Employ là tuyển dụng. Hoặc là thuê. Và consume là tiêu thụ. Những cái đất nước công nghiệp đúng không ạ? Thì như thế nào? Một lượng lớn các cái raw material chúng ta là nguồn nguyên liệu thô, đúng không ạ? Vậy đương nhiên là tiêu thụ đúng không? Chỉ có nguyên liệu thì đi chiếu đi bên gì nhỉ? Consume thôi đúng không ạ? Tiêu thụ nhiên liệu thô. Raw là thô nhá. Thô tức là nó chưa qua một cái sự process, là một cái quá trình xử lý bất kỳ gì. Ờ, 65 ạ. The most important impact, tức là những cái ảnh hưởng có thể nói là quan trọng nhất của cải cách, đó là sự thay đổi trong cái cuộc sống, cái kinh tế. Renovation. Renew là làm mới, recycle của mình là tái chế, change là thay đổi, đúng không? Và cái impact ảnh hưởng lớn của nó là cái gì? We need, chúng tôi cần một cái improvement, tức là sự cải thiện như thế nào in sale, so that they are greater. Như là chúng ta cần một cái sự cải thiện trong giá cả để mà nó trở nên tốt hơn. Vậy đương nhiên là cần một cái sự cải thiện đáng kể đúng không ạ? Trong giá cả. Substantial là đáng kể. Còn economic là thuộc về kinh tế, đúng không ạ? Particularly là một cách đặc biệt, những cái này không dùng được bởi vì chúng ta đang cần một tính từ. Improvement của chúng mình là danh từ thì không thể nào mà dùng chắc từ là particularly được, đúng không? Hay là từ có readily được. Thì nào sẽ là gì? Câu 67 này, don't you think the manager should deal? Bạn không nghĩ rằng manager, tức là những người quản lý ở đây, nên giải quyết vấn đề này à? Deal with là giải quyết vấn đề. You have to work hard. Bạn phải làm việc rất vất vả để có thể theo kịp, đúng không? Keep up with, cụm từ keep up with, theo kịp. Keep up with là keep pace with, đúng không? Theo kịp, cái the rest là phần phát triển còn lại của đất nước. Aware of, ý thức trong cái gì? Đây này, sự phát triển của cái dự án này có thể là một sự giúp đỡ vô cùng tuyệt vời tới dân số khu vực nông thôn, đúng không? Câu này mình làm một lượt. Authority là những nhà cầm quyền, đúng không? Đã quyết định là như thế nào để có thể giảm thiểu cái tội phạm. Situation của chúng mình là tình huống. Measure là biện pháp. Requirement là sự gì nhỉ? Yêu cầu. Anh cho nó ăn cái gì đấy? Take measure to verb. Tức là gì? Kết hợp các cái biện pháp. Nó có từ take step. Có mấy cái từ này để ý cô nhé. Từng bước làm gì? Rồi, câu tiếp này. The old theater is in need of complete. Tức là cái nhà hát này, đúng không? Tức là cũ này thì bây giờ đang cần phải có một sự như thế nào hoàn toàn. Từ complete của chúng ta là một gì nhỉ? Một tính từ thì đằng sau nó cần phải là một danh từ. Renew là làm mới, động từ. Review là xây dựng lại, động từ. Renovation là danh từ, sự cải cách.
Và review đây là tổng hợp. Nó dùng đáp án C thôi. Vì những cái kia nó đều là động từ. Còn cái đáp án đi thì nó không hợp nghĩa. Cần một sự tổng hợp được đúng không? Cần phải có sự cải cách hoàn thiện. Là mình có thể dịch là đổi mới hoàn thiện cũng được. Prior to thì cả lớp cái chân được chưa này, để các bạn nhớ cái giới từ này cho cô này. Tức là ưu tiên nhiều hơn tới cái việc cải cách và kinh tế thì đất nước này đã trải qua rất là nhiều năm của một nền kinh tế như thế nào. Sách này là đình trệ. Fluent của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? Là cái sự nhà trôi chảy. Fluently là trạng từ và smoothly cũng là trạng từ, mình đang cần một tính từ đúng không ạ? Đó sẽ là đây. Đấy, tức là ưu tiên nhiều hơn nền kinh tế thì trước kia đúng không ạ? Là đã có từng một cái nền kinh tế thế là gì nhỉ? À, trì trệ rồi. Education của chúng ta đây có nghĩa là giáo dục. Giáo dục là cái gì tốt nhất bây giờ? À, và tất cả chúng ta đang cố gắng để có thể thì nhỉ, tạo cho nó trở nên tốt hơn. Và out the first thì nhỉ, priority, sự ưu tiên hàng đầu. Người ta có thể dùng từ first, priority, hoặc là on the top of agenda, hoặc là on the first of agenda, tức là những cái ưu tiên hàng đầu của những chương trình nghị sự. Agenda là chương trình nghị sự nhé, tức là những cái vấn đề nó liên quan tới chính trị và chính phủ thì nó sẽ là những cái giáo dục, nó sẽ được ưu tiên hàng đầu. Prior là trước này. Prioritization của chúng ta có nghĩa là gì ạ? Sự ưu tiên hóa. Tiếp. Họ đã tạo ra một cái sự thay đổi đáng kể, substantial change. Điều đó có nghĩa rằng they have made a, đương nhiên là considerable. Considerable chúng ta bằng với từ substantial, tức là hai cái sự thay đổi đáng kể. Economic là thuộc về kinh tế, steady là ổn định. Câu số 76 ạ. MD play much better than their opponent. Opponent là đối thủ đúng không ạ? Và họ hầu như là chiếm ưu thế cho trận đấu. À, như vậy là chúng ta thấy là nhỉ? Ở đây là chúng ta dùng chiếm ưu thế là dominate đúng không ạ? Đây là chiếm ưu thế. Còn eliminate là xóa bỏ. Activate là khởi động. Và terminate của chúng ta là kết thúc. Họ chơi tốt hơn thì họ sẽ kiểu giống dạng mình dịch cái kiểu gọi là áp đảo, gọi là áp đảo. Công ty này đã như thế nào bởi vì việc thiếu cái order, à order của chúng ta là những cái trật tự sắp xếp vân vân. Như vậy là công ty này đã bị giải thể đúng không, cụ từ như là dissolve, đây là tan rã, tan rã. In vào là cuốn vào. With the tactful guidelines of Vietnamese Communist Party, we have. Với tất cả những cái đường lối chính sách thiết thực của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta có những cái gì để có thể mong ước, ok, là để có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Như vậy là chúng ta sẽ có niềm tin, có đúng không ạ? Để có thể mong ước, và chúng ta có quyền để mong ước, we have right. Right đây là quyền nhé. Chút là sự thật, correct là đúng, đúng không ạ? Đấy rồi đúng không ạ? Rồi, ok nhá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần 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 sách giáo khoa chủ điểm của phần 2 của chúng ta. Vẫn còn một câu. Ủa? Đâu? Còn câu mà you must have Ờ. everything hàng đầy. Còn ở số 8 nó cơ với sợ chứ. Mình tưởng số 8 sang trang kia nhỉ. Câu tiên này. You must have had a very good time on holiday. À, đây là sự suy đoán đúng không? Must have có với phân thứ hai là một sự suy đoán đúng không? Bạn chắc chắn phải có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời trong ngày kỳ nghỉ đúng không? Ba chấm. Nó là một thảm họa, mọi thứ rất là tồi tệ. Ở đây chúng ta có từ by tradition là truyền thống, in short là tóm lại, on the contrary là đối lập với. Thế đây các bạn dùng dùng từ nào? On the contrary hay là in short? Từ in short là tóm lại đấy, contrary là đối lập đấy. Nếu như mà các bạn dùng từ gì nhỉ, thực ra câu này nó cũng bị sai và thiếu, cũng phải thiếu dấu phẩy này. Ở đây con này các bạn dùng từ nào? Phường ở đây con dùng từ nào? Từ in short là on the contrary.
Con dùng on the contrary. À, đúng rồi. Vì sao? Vì đằng trước người ta đang dùng good time đúng không? Đằng sau là disaster, thảm họa thì phải là đối lập với điều đó, on the contrary. Có rất nhiều cái con đường để bạn có thể dành ra cái kỳ nghỉ thời gian rảnh rỗi của mình, cho nên bạn có thể lựa chọn bất kỳ cái gì mà bạn muốn. Như vậy là there are various ways, đúng không? Chứ tôi cần từ loại là một tính từ. Từ scanty của chúng ta là gì nhỉ? It. Various là đa dạng. Từ ridiculous chúng ta là có thể là mạo hiểm, đúng không ạ? Mạo hiểm một chút, còn variety là danh từ, sự đa dạng. Số 3 là họ đang cố gắng để thuyết phục những người giàu để như thế nào tiền cho những người nghèo. Provide là cung cấp, invest là đầu tư đúng không ạ, và finance là tài chính, và contribute là đóng góp, vậy là đóng góp số tiền của họ, đó contribute the money đúng không ạ, tới cho quỹ từ thiện. Đang thuyết phục những người giàu để đóng góp số tiền của họ đúng không ạ, cho quỹ từ thiện. Local authority là những cái chính quyền của địa phương sẽ phải học cách allocate. Allocate của chúng ta cũng nghĩa là kiểm soát, mình hiểu như là cái dạng là kiểm soát lại đúng không, cái vị trí đúng không, của gì nhỉ? Resource, resource của chúng ta là những cái nguồn tài nguyên đúng không, một cách gì nhỉ, hiệu quả đúng không ạ. Và chúng ta cần từ loại là một trang từ, vì thì allocate là động từ rồi, và động từ sau đó là trang từ efficiently. Đấy, để có thể thì một cách gì nhỉ, hiệu quả. Efficient là tính từ hiệu quả này. Còn đây là danh từ nhé, sự hiệu quả. Đây là tính từ ngược nghĩa sự không hiệu quả. Thousands of factory workers are attending evening classes in attempt to. Hàng ngàn những cái gì factory worker, tức là những người công nhân trong nhà máy đúng không ạ, đang tham dự một cái lớp học buổi tối đúng không ạ, trong sự nỗ lực cố gắng để cải thiện đúng không, để làm cho tốt hơn. Thì đây chúng ta sẽ có làm có cái này nha con nhá, con này chúng ta không phải là một tính từ nha. Không, sorry, không phải là so sánh á, nói là bị nhịu đấy cơ. Không phải là so sánh, cho nên chúng ta sẽ không dùng cái better ra được. Và các bạn nhớ nhé, ngoài cái better là tính từ ra, chúng ta còn có better là động từ nữa. Cái này nó cũng na ná như là từ improve, cải thiện. Mình dùng là bạn đây. Anh ấy không ăn thứ gì ngoại trừ hamburger. Hay là từ unless thì phải dùng ngôn mệnh đề cho mình loại đầu tiên. Despite là bất chấp. Apart thì phải đi với giấy từ from. Apart from là ngoại trừ cái gì đúng không? Công thức là he is nothing but, anh ấy gì nhỉ? Ăn đúng không? Nothing, chẳng ăn thứ gì đúng không? Ngoài hamburger. Câu tiếp này, he work hard, anh ấy nhỉ, làm việc rất là vất vả, làm việc giống như là mechanic, là một người thợ sửa chữa ô tô đúng không, 10 năm nay rồi. Ok, mechanic là e nhá, work has, làm việc như, anh em trước học rồi đúng không, làm việc giống như một cái vị trí công việc như thế nào. Cái tổ chức này rất nhanh chóng, quick at, tất cả nhanh, chậm, giỏi, tốt, xuất sắc, kém, đều dùng từ at hết. Nhanh, chậm, giỏi, kém, xuất sắc. Từ list thì mình sẽ có hai giấy từ là list for và list to. Thì mình phải tùy theo là cái địa điểm đằng sau ấy, là cái địa điểm mình đi hay là cái địa điểm mình đến trước. Ví dụ nếu mà nó là cái địa điểm mình đi thì sẽ là list for, còn nó là cái địa điểm mình đến sẽ là list to. Câu này là khi nào bạn sẽ như thế nào? When you are leaving to đúng không? Singapore. Câu tiên này, he suddenly saw Cindy. Tức là anh ấy bất chợt nhìn thấy Cindy. Ngang qua phòng, cho nên là anh ấy đã post his way đúng không ạ, đã quay trở lại đúng không ạ, rồi đám đông nó để có thể thì nhà tìm cô ấy. Câu này là hành động đang xảy ra, hành động khách chen vào đúng không ạ. Và cái cụm từ của chúng ta đó là see thì nhỉ, see across là tình cờ nhìn thấy ai thôi đúng không ạ, see across là tình cờ nha. Và từ push through đúng không ạ, tức là xuyên qua đám đông, rẽ lối, từ rẽ lối ở giữa đám đông này đúng không ạ, để có thể lấy ở đây có thể gì nhỉ, bắt được cô ấy. Thì có rất là tình cờ nha. Còn push one way through tức là rẽ lối, là tự mở lối ra.
Đáp án A. Thế này, bác sĩ sẽ not fit, tức là không đưa cho bệnh nhân cái kết quả cho tới tận khi ngày mai, nó sẽ ăn chiều. Câu tiên này, bạn có thể giúp tôi được không? Tôi không thể nào nhìn thấy sự khác nhau được giữa những công việc này được. Rõ ràng là những cái từ này, bình thường là từ different sẽ là fitting, đúng không ạ? Tức là giữa cái nọ và cái kia. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà là song số nhiều thì mình sẽ dùng different in nhá. Sự khác nhau trong cái gì? Còn nếu mà sự khác nhau giữa hai cái mình dùng between. I don't understand, tôi không thể hiểu được cái quan điểm này. Could you please, bạn có thể vui lòng giải thích cho tôi được không? Thì cái công thức của chúng ta đó là explain. Đúng không ạ? Explain gì ạ? To somebody about something. Hoặc là gì ạ? Explain. Câu này, đáp án A là giải thích cho tôi về nó. Câu này sai. Explain with. Explain it to me. Đúng ạ? Explain something to somebody. Giải thích nó cho tôi. Từ for người ta cũng dùng, nhưng nếu mà không có to thì mình mới dùng for nhé. Explain có dùng for, có explain something for somebody được. Nhưng mà đương nhiên là chỉ không có từ to thì mình dùng cái đó thôi. Remind somebody of, nhắc nhở ai về cái gì? Cái chính cái ngôi nhà này đã gợi nhớ lại cho tôi, đúng không? Là cái nơi mà tôi đã từng sống ở đó. Reminds me of the one where I used to live. Câu số 15, it's were very kind of you. Đúng không? Bạn thực sự tốt bụng khi bạn như thế nào? Of you. It were very kind of you to land. Được chưa? The bus is a truck coming. Cái chiếc xe buýt này đã nhật đâm phải một chiếc xe tải, đúng không? Mà hướng về nhà phía, thì nhà theo hướng đối đối diện nó, đúng không? Ở đây chúng ta có từ come in là đi vào. Come up là tại đâu, come for là cho và come by là bởi. Nó dùng từ come in nhé, tức là chiếc xe buýt này đã đâm phải một cái xe tải mà đang tiến ở cái phía theo hướng đối diện. Chúng ta có cụm từ make profit là tạo ra lợi nhuận này. Cái công ty này tạo ra một lợi nhuận, nó tạo ra cái lợi nhuận rất là lớn, đúng không? Vào những năm 1990 thì cái đầu tiên là thiếu chữ SC, cái thứ hai thiếu từ giờ, đúng không? Đáp án C là đáp án chính xác. Alex fail his English exam, thất bại trong kỳ thi kiểm tra tiếng Anh, nhưng mà giáo viên của anh ấy vẫn sẽ đưa cho anh một cái cơ hội khác để có thể vượt qua. Nghĩa là từ trang của ta là số ít. Số ít thì mình không thể dùng other được, có đúng không ạ? Các bạn dùng là another chance to pass. Và nó cũng không xác định, cho nên mình không thể dùng là cái cơ hội cuối cùng, mình không thể dùng gì other, để đưa cho một cơ hội thôi. Another chance. Mắt của cô ấy có những màu khác nhau. Một thì một bên thì màu xám và còn lại thì màu xanh. Cái này thì chúng ta đã xác định rồi, vì là chỉ còn là một cái duy nhất còn lại, mình dùng the other. Một cái còn lại duy nhất. Câu tiếp theo này, 3 chấm. Anh ấy nghe về toàn bộ sự thật thì anh ấy sẽ rất tức giận với bạn đấy. Vậy nếu như bạn không kể cho anh nghe toàn bộ sự thật, ở đây chúng ta có từ or. Nếu có từ or 100% đằng trước phải là tức mệnh lệnh. Không kể cho anh ấy nghe toàn bộ sự thật, kẻo không thì anh ấy sẽ rất tức với bạn đấy. Câu số 21 ạ, đây là cái trường hợp lạ nhất, đúng không? Cái mà detective đây là ai đây ạ? Thám tử, đúng không ạ? Đã nhận từng điều tra ra. Bao giờ vậy? Từ strange là xoáy ngon nhất, đằng sau nó phải là hiện tại hoàn thành. Và với từ ever, đúng không ạ? Đã từng. Đây là cái gì nhất mà tôi đã từng, đúng không ạ? Đây là cái tuyệt vời nhất, đây là lần đầu tiên mà tôi đã từng. Lúc nào cũng như vậy, đúng không ạ? Không bao giờ có chưa bao giờ, mà phải là đã từng. Mà đã là ever thì phải là hiện tại hoàn thành. Để giảm thiểu lượng ô nhiễm thì đó đây, tất cả những cái loại ô tô cần thiết để được cấm. Câu này chẳng bao giờ có cái cấu trúc gì mà lại tự nhiên một cái danh từ, sẽ là một cái từ, một cái to be như thế này cả. Câu B là việc cấm tất cả cái gì nhỉ? Ô tô, đúng không? Từ vào thành phố là nên được làm. Câu C thì sai, bởi vì là sau tính từ necessary thì phải cấm cái to verb. Còn câu D là nhà cầm quyền nên cấm tất cả các phương tiện. Cái điều đầu tiên nhá, thì chúng mình phải đặt ra một cái câu hỏi là, được chưa? Đặt ra câu hỏi là nó cái nào là nó có cùng chủ ngữ với nhau hay không? Ai là cái người giảm thiểu ô nhiễm? Nha. Và khi mà chúng ta dùng giúp con tu ở vô vinh ý, thì là hai cái chủ ngữ phải giống nhau. Bây giờ còn câu B và câu D đi. Nếu câu B các bạn làm thì là để giảm thiểu ô nhiễm bầu không khí, việc cấm tất cả những cái này là nên được làm. Còn câu D là để giảm thiểu ô nhiễm bầu không khí thì authority của chúng ta, chính quyền đã làm gì?
À, vậy câu này của chúng ta đáp án phải là bạn đi. Bởi cái người mà giảm ô nhiễm đó chính là chính quyền. Và cái người đưa ra cái cấm cũng là chính quyền. Đúng không? Câu 23. Fred đã từ chối cái việc đi du lịch bằng máy bay bởi vì cô là người rất sợ độ cao. Sợ ập cần một danh từ, thì người ta sẽ gọi là height. Còn từ height này thì nó không có cái đuôi gì cả, nó chỉ là height thôi đúng không ạ? Đừng lo lắng máy bay như thế nào, đến sân bay đúng giờ thôi. Đừng lo lắng chiếc máy bay đến sân bay đúng giờ bây giờ thôi. Thì như các bạn biết là bao giờ cái từ right now của chúng ta cũng là hiện tại tiếp diễn đúng không? Thế nhưng đối với tất cả những cái lịch trình của máy bay, của tàu xe các bạn chỉ dùng hiện tại đơn thôi. Nha. Kể cả là trước có dấu chấm than là chẳng nữa. Lịch trình của tàu xe, của máy bay hiện tại đơn thôi. Câu tiếp. Câu A sai đầu tiên, inspire phải là danh từ chứ không phải tính từ. Initiation to cũng phải là danh từ chứ không phải tính từ. Được chưa? Bây giờ còn C và D. C instead of là thay vì. Câu D because of là bởi vì. Ba chấm về những cái tin tức mới thì Sarah dường như là rất thờ ơ. À, như vậy là thay vì việc háo hức về những tin tức mới thì Sarah dường như rất là thờ ơ. Indifferent là thờ ơ. Số 26 ạ. Anh ấy ba chấm làm việc cho công ty này khoảng 5 tháng. Ở đây cái vấn đề là khi mà nó phá sản. Cái từ quen đây là quá khứ rồi. Thì đằng trước nó sẽ phải là quá khứ. Chứ không thể nào mà hiện tại được. Cho nên ta sẽ loại A và loại B. Và đây có thêm từ for nữa. Thì nó sẽ phải là hoàn thành. Cho nên bạn sẽ đáp án C. How là như thế nào? Từ what thì tương đương là what is she like, là what is he like, là anh có tính cách như nào. Còn nếu mà hỏi ngoại hình thì phải là what does Joe look like, đúng không? Nhưng từ what không dùng được. When là khi nào và từ why là tại sao. Vậy là anh ấy gì nhỉ? Thích cái chiếc gì nhỉ? Mô tô mới của anh ấy đến mức như thế nào? Anh ấy phát điên về nó rồi. He's crazy about it. Câu số 28 này. Mọi người nghĩ rằng ba chấm để một cái ngôn ngữ nước ngoài. Tuy nhiên nó không phải như vậy. Vậy mọi người nghĩ là it is easy to master. Câu này thiếu từ is đúng không? Easy đây là tính từ. Easy là trạng từ. Câu này phải là it is của đó. Thế em gọi lại nhá. It is easy to master. À không, không, xin lỗi. Câu này bỏ từ easy. Đúng rồi, đúng đấy. Câu này như này nhá. Đây, đây, từ từ từ. Người ta không dùng từ giáp. Nhìn thấy con ơi. Nghĩ cái gì như thế nào? Thế mà, when his parents die, khi mà bố mẹ của nhà ông ấy chết đi, đúng không ạ? Thì ông ấy như thế nào? Vậy khi bố mẹ ông ấy chết đi thì ông ấy đã thừa kế một cái ngôi nhà, đúng không ạ? Ở nơi mà ông ấy vẫn còn sống, inherit. Hầu như mọi người đều thích tiêu tiền đúng không? Hơn là kiếm tiền. Prefer spending money to earning. Câu 31 này. Salem doesn't like. Tức là cô ấy không thích những cái người mà nói chuyện nhiều. Chúng ta không cần không cần dơ. Many là không thích nhiều người. Còn này chung là tập rỗng thôi. Don't like talkative people. Thế đủ rồi. Đó là một sự thật khi người giàu thì bây giờ cuộc sống khác với người nghèo. The rich. Thế này, Mary sống ở Canada, live in Canada thì giữ nguyên thôi. Không có ơn giờ gì hết đúng không ạ? Cô ơi. Cô câu 29 chủ ngữ là dây. Ờ sao? Thì à ừ rồi, rồi rồi ok. Tức là khi bố mẹ anh ấy chết đúng không ạ? Thì nhà họ đã để lại cho anh ấy ok, the left nhá. Cô nhìn cô không để ý, cô lại nhìn cứ tưởng là anh ấy. Đúng rồi cả lớp ạ. Tức là khi mà bố mẹ anh ấy chết thì họ đã để lại cho anh ấy. Con ơi. Lớp mình mở cho cô cái unit số 8 ra cho cô với.
Lên mình xem cái cái đề của chúng các bạn có phải đề này không ở cả lớp. Lên mình ơi. Đúng Phượng rồi ơi xem. cô ạ. Tôi lại rồi cô. Ừ. Đợi cô xin 1 phút nhé. Ok. Mình bắt đầu chữ bài này nha. Số 1 này. Số 1 của chúng ta có nhỉ, từ đầu tiên đó là gì nhỉ? Advertisement đúng không? Applicant, candidate và management. Làm cái gì mà đi đâu mà cứ. Thì đây chữ chữ A. Chữ A thì mình có thể đọc là gì cả lớp? A mình có thể đọc là ơ đúng không? Hoặc là A mình có thể đọc là gì nhỉ? Là ev đúng không ạ? Thì thực ra là khi mà các bạn làm bài thì các bạn sẽ chú ý đến cái phần trọng âm ấy, bởi vì là cái trọng âm thì nó sẽ thường bonus, tức là thường đi kèm với kia luôn. Đây này các bạn nhìn đây này. Đây. Ngại ấy quá cho các bạn xem luôn kỳ luôn. Mệt quá cả lớp ạ. Cố vậy. Được chưa? Thì từ đầu tiên của chúng ta, từ đầu tiên ta sẽ đọc là gì? Động từ thì mình sẽ đọc là gì cả lớp? Advertise, đúng không? Bởi vì là khi đọc thì trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết đầu gì? Đầu tiên, có đúng không ạ? Thì mình sẽ đọc là advertise. Thế khi sang danh từ thì còn đọc là advertise nữa không? Hay là đọc là advertisement? Đọc là gì cả lớp? Khi sang danh từ còn là advertise nữa không ạ? Đâu rồi? Là mình. À, thì khi sang danh từ là nó cũng có sự gì nhỉ? Có sự thay đổi rồi. Hôm nay Phương ốm hay sao mà tịt hết thế? Phương? Dạ Cũng ốm à? không ạ. Nó sẽ là âm ơ như cả lớp nhé. Applicant, candidate và management đúng không? Cô đang định gọi là thôi sơ cả lớp đọc đáp án luôn, đỡ phải đọc. Ôi, mệt quá. Rồi ok, câu tiếp theo chúng ta này. Số 2 nó có chữ E có thể đọc là E. Họ có thể đọc là gì nhỉ? Là Y, có đúng không ạ? Từ đầu tiên của chúng ta, nó xuất phát từ động từ relate, đúng không? À, relate. Đấy, các bạn ơi, tất cả những cái từ mà nó khi nó chuyển sang thì nó đều gì nhỉ? Có sự gì nhỉ? Khác nhau, đúng không ạ? Từ này chúng ta sẽ đọc là relevant, đúng không? Đây là tính từ có tính chất gì nhỉ? Tương đối, đúng không ạ? Liên quan tới nhau. Mình đọc là relevant. Relevant, âm e. Energetic, enthusiast và engineer. Ta sẽ đoán C. Or, có thể là O, có thể là gì nhỉ? O đúng không ạ? Organize là O rồi. Prioritize là gì nhỉ? Âm O rồi. Important là âm O, là opportunity là âm O đúng không ạ? Tiếp này chữ E đúng không ạ? Chữ E có thể đọc là E, có thể đọc là gì nhỉ? Ơ, ờ, từ đầu tiên là competitive. Đúng không ạ? Từ thứ hai là cái từ các doanh nghiệp đấy, bình thường là chúng ta thì hay dùng từ company đúng không ạ? Đấy, hôm nay ta sẽ thêm những cái doanh nghiệp lớn. Thì những cái doanh nghiệp lớn ta sẽ đọc là entrepreneur. Nó sẽ là âm gì nhỉ? Sẽ là âm ơ như cái lớn. Cả lớp tôi biết chữ ơ với nhà máy cũng đang đơ rồi này. Đơ giống người rồi. À được rồi. Rồi ok đúng không? Nó sẽ là âm ơ ạ. Được chưa? Rồi ok. Từ tiếp theo của chúng ta. Từ này của chúng ta là gì ạ? Apprentice. Đúng không? Cả lớp có biết cái từ này có nghĩa là gì không? Cái từ này mà ở trong trong cái listening cơ có từ này là cái giai đoạn mà chúng ta làm việc như một thực tập sinh ấy,
apprenticeship. Nó giống như là từ internship ấy cả lớp. Apprenticeship, thử việc ấy. Giống mình không gọi là thực tập, mình gọi là thử việc ấy cả lớp. Apprenticeship. Có là âm e nhá. Được chưa? Và thì conscientious. Và đáp án chính xác là sẽ là gì? Entrepreneurs. Đáng đi ạ. Tiếp này. Challenging là âm giờ đúng không ạ? Energetic cũng là âm giờ rồi. Management là âm giờ và organize là âm g đúng không ạ? Đoán đi ạ. Rồi. Ok. Câu tiếp theo này. Chúng ta có từ đầu tiên là experience. EX đọc là X thì trọng âm gì nhỉ? Rơi vào gì nhỉ? À, sau nó. Từ thứ hai, apprenticeship. Apprenticeship. Đọc cái này vào âm số mấy ạ? Âm số 2 đó. Apprenticeship. A penetration. Đúng không ạ? Prioritize. Cái này là kết thúc bằng đuôi EZE để trọng âm rơi vào âm thứ ba tính từ cuối đầu ngược lại. Đúng không ạ? Vậy nên đáp án sẽ là đáp án C. Tất cả là âm số 2. Thế nó sẽ là âm số 4. Tương tự này. Chúng ta có gì nhỉ? Đi đâu đây? Ôi dồi ôi, đưa khẩu trang vào. Đưa khẩu trang vào nhá. Được chưa? À, từ tiếp theo của chúng ta này. Từ đầu tiên của chúng ta là gì nhỉ? Advertise, trọng âm rơi vào âm viết gì nhỉ? À, đầu tiên đúng không ạ? Còn đây của chúng ta đó là gì nhỉ? Advertisement đúng không ạ? Advertisement. Từ này trọng âm chúng ta sẽ rơi vào âm số 2 đúng không ạ? Advertisement. Âm 2 ạ. Probation âm 2 đúng không ạ? Competitive đúng không ạ? Và relevant. Cái từ gì nhỉ? Từ relevant nó sẽ là có hai cách đánh trọng âm cả lớp nhá. Nó có cả anh và anh Mỹ luôn đấy ạ. Thì mình sẽ để cái từ này cuối cùng. Nhá, nó gọi là relevant hoặc là relevant đúng không ạ? Qua cái này trong vòng thì mình sẽ nhìn thấy à 22 rồi, thằng này chắc là 1 thôi, không thể là 2 được đúng không? Rồi ok. Relevant, rare vẫn đọc là rare trong vòng giờ vị trí nó thôi. Competitive. Tiếp nhau. Organization âm số 4 đúng không ạ? Enthusiastic, compassionate đúng không ạ? Compassionate và qualification. Đó sẽ là đáp án C. Tất cả là âm 4 đúng không ạ? Còn đáp án C thì là âm số 2. Encourage âm số 2 đúng không ạ? Interviewed, graduate âm số 1 đúng không ạ? Organize âm số 1 đúng không ạ? Interview. Đó sẽ là đáp án A. Câu tiếp này, successful đúng không ạ? Significant, experience đúng không ạ? Và challenging. Ở đây chúng ta có từ significant đúng không ạ? Significant. Đáp án chính xác ta sẽ là đáp án gì nhỉ? D. Và successful, significant, experience và challenging. Nó sang bài số 3. Bài số 3 là tất cả chúng ta đều có quyền lợi, đều có những cái gì? Ở đây thì nó sẽ có các cái từ mới như sau. Từ đầu tiên của chúng ta là certificate là những cái chứng chỉ, degree là bằng cấp, diploma là những cái chứng nhận, có đúng không ạ? Là những cái chứng nhận. Và qualification là những cái phẩm chất năng lực. Thì đây gọi là dùng từ này rồi. Vì đây có từ thì nhỉ, từ for the job, đúng không? Tức là anh ấy có đầy đủ tất cả những cái phẩm chất năng lực cho công việc này. Chứ mình không dịch là anh ấy có đủ bằng cấp và chứng chỉ công việc này được. Điều này, trước khi chúng ta apply, nộp đơn cho bất kỳ công việc nào thì chúng ta cần prepare, tức là chuẩn bị một cái CV tốt và cũng như là một cái gì, một cái rất cẩn thận. Và đương nhiên là một cái CV, đúng không ạ? Cái resume của chúng ta có là bằng cái CV rồi. Job interview là một cuộc nhỉ? Phỏng vấn. Covering letter. Cái này bị thừa cái chỗ này đấy. Cái này bị chỗ này này. Nó không xóa được cả lớp. Covering letter thì cả lớp nhất không có từ overing đằng sau đâu nhé, là cả lớp sai có cái từ này, không có này này. Và reference tài liệu tham khảo, đương nhiên là CV và covering letter, được chưa? Tức là một cái là đơn xin việc cũng như là một cái CV tốt. Rồi tại sao mà không dùng từ resume, bởi vì từ resume của chúng ta bằng với từ CV thôi. Tiếp này, employer của chúng ta là những người tuyển dụng luôn luôn muốn, đúng không ạ? Ba chấm. Để có thể biểu thị những cái kỹ năng và chất lượng của họ. À, vậy là luôn luôn muốn những người làm thuê, đúng không ạ? Employees là những người làm thuê. Worker là người công nhân. Staff là cán bộ. Và nhà applicant. Như vậy là đương nhiên là đã là nhà tuyển dụng.
thì họ muốn những job applicant, tức là những cái người người ta nộp đơn cho công việc đó, chứ không phải dùng job employee cả, bởi vì bản thân cái từ employee nó đã là cái người được tuyển rồi. Job applicant muốn những cái người thí sinh và những cái ứng cử viên cho công việc đó phải có khả năng điều chỉnh những cái kỹ năng cũng như chất lượng, đúng không? Staff là cán bộ công nhân viên ở chung nhé. There are usually a lot of job seekers. Đây là một từ khá là hay đúng không ạ? Tức là chúng ta có luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà người ta thì nhỉ, tìm kiếm công việc đang nộp đơn cho cùng một vị trí và chỉ có một vài người là được như thế nào thôi. Thì hôm trước đọc rồi đúng không ạ? Được shortlist tức là được liệt vào cái vòng thứ hai. Có list là danh sách, screen là màn hình đúng không ạ? Test là kiểm tra. Ghi hình, ghi tức là chụp lại màn hình đúng không ạ? Là dùng screen. Shortlist là mình sẽ được tuyển ở vòng 2 đúng không ạ? Cái lá đơn của tôi thì không được thành công. Có hơn 4.000 ứng cử viên và chỉ có 20 người được lựa chọn thôi. Và tôi nhận ra apprenticeship, apprenticeship của chúng ta đây có nghĩa là cái giai đoạn mà chúng tôi thử việc ấy, thực sự là rất. Thứ nhất, demanding là đòi hỏi, là yêu cầu. Tự viết rồi nhá, vì phần này nó là bản PDF này cả lớp. Crowding là đông đúc. Competitive là có tính cạnh tranh. Có tính cạnh tranh ạ. Được chưa? Và từ gì đấy ạ? Từ difficult là khó khăn. Như vậy là lá đơn thì không thành công, có hơn 4.000 người mà chỉ có 20 người được chọn thôi, và tôi nhận ra là cái quá trình gì nhỉ? Thử việc này chắc chắn cũng sẽ rất là gì nhỉ, là khó khăn đấy đúng không ạ, chứ không phải là cạnh tranh được. Câu tiếp. Khi mà preparing a CV, tức khi chuẩn bị một cái CV thì cái gì của trường đại học có thể xem xét cái việc là đính kèm. Đính kèm đúng không? Patching đúng không? Một cái bảng báo cáo rời về những cái official work, tức là những công việc chính thức, những cái trải nghiệm công việc chính thức đúng không? Trong suốt cái quá trình học đó. Vậy đương nhiên phải là gì nhỉ? Những cái người mà tham gia. Thì mình sẽ có là từ graduate là graduate là tốt nghiệp, leaver là rời khỏi, candidate là những cái thí sinh và applicant là những người nộp đơn. Vậy là khi mà chuẩn bị một cái CV thì gì? Cái gì trường đại học thì có thể xem xét cả lớp, xem xét cái việc đính kèm, những cái gì dùng từ nào đây cả lớp, graduate được không, không đúng không ạ, chúng ta dùng cái từ gì ạ, leave là những người rời khỏi đại học thì gì nhỉ, cũng là gì nhỉ, sai đúng không ạ, bây giờ có candidate và applicant thôi. Vậy khi chuẩn bị CV thì đương nhiên là những cái như university thì nhỉ, candidate đúng không ạ, những cái thí sinh của những trường đại học này thì có thể tham dự vào. Chúng ta không dùng cái applicant ở đây, vì sao không dùng applicant ạ, bởi vì là chúng nó liên quan đến từ university. Đại học thì các bạn dùng candidate thí sinh. Câu 17. Apprentice là được yêu cầu để làm. Ok, ở đây chúng ta có apprentice là một cái người mà người ta thử việc ấy ạ, đúng không ạ? Đã được yêu cầu phải làm một vài cái gì, đương nhiên sẽ là training rồi. Tức là một cái vài khóa nhỉ, đào tạo một trong một vài năm. Còn coaching, coaching của chúng ta là huấn luyện, đúng không? Coaching là huấn luyện. Education là giáo dục. Formation là thông tin ạ. Câu tiếp của chúng ta này. Căn cứ theo mọi người ở trong cái gì thì cô ấy là một ứng chủ tốt. Ok, ở đây chúng ta muốn nói là căn cứ cho gì à? Theo mọi người đúng không, ở trong cùng một cái khoa đó đúng không, chúng ta sẽ dùng cái khu vực đó đúng không. Ở đây ta có apartment là căn hộ nhá, đừng có nhầm nhá. Và department, department mình sẽ dịch thành cái khoa, hoặc là có thể là trong một cái gọi là cái gì nhỉ, một cái phòng nào đó, đó là cái apartment. Còn apartment là khu căn hộ cao cấp. Compartment là phần tách lẻ. Phần tách lẻ nhá. Yep, she looking for better position, cô đang tìm kiếm một cái vị trí tốt hơn với những cái gì khác. Association là sự liên hệ. Firm là công ty. Đúng không? Từ firm là công ty nhá, chứ không phải là chỉ là chắc chắn đâu. House là ngôi nhà.
Và society là xã hội, vậy đương nhiên là tìm một cái vị trí tốt hơn với một công ty khác rồi. Đã dùng từ firm nhé. Còn association nó chỉ là một cái tổ chức, một cái liên hiệp thôi. Thì nếu mà tìm vị trí tốt hơn thì cái từ hợp hơn nó phải là từ firm chứ không phải từ association được. Công ty ạ. Tiếp này, it's wise to think about choosing a. Thực rất là thông minh khi lựa chọn một cái gì trước khi mà rời trở trường đại học. Business là kinh doanh, career là nghề nghiệp, living là việc sống và profession. À, cái từ profession và cái từ career ấy, nó khác nhau ở chỗ nào cả lớp. Cái career là nghề nghiệp, còn còn profession của chúng ta nó cũng là cái sự chuyên nghiệp ấy, chuyên nghiệp. Thì ví dụ như là những nghề nghiệp là những cái mà sẽ đi gắn bó chúng ta cả cuộc đời. Ví dụ như cô nói là nghề của cô là nghề giáo viên chẳng hạn. Còn profession chuyên môn của cô là dạy tiếng Anh. Đấy, là hai cái khác nhau như vậy nhá. Vậy là thật sự thông minh khi choosing a career, lựa chọn một nghề nghiệp trước khi bạn rời khỏi trường. A doctor is a member of respected. Bác sĩ là một trong những thành viên, là một trong những cái nghề nghiệp, đúng không ạ? Được tôn trọng nhất. Occupation, cái từ này là vị trí, là công việc. Từ này sẽ thường chúng ta sẽ ưu tiên ở trong dành những cái lá đơn. Ví dụ như cái lá đơn xin việc thì mình hay dùng cái từ này. Profession là nghề nghiệp, ngành nghề. Chết là thương mại. Còn từ work là công việc nói chung. Đúng là công việc nói chung. Bạn dùng đang đi nhé. Không dùng occupation đâu. Occupation này nó chỉ dành cho trong thường là trong thư từ, trong các cái lá đơn thôi. Câu tiếp này. Nếu như bạn muốn một công việc thì bạn phải, ok, chắc chắn là phải apply cho đến nó rồi. Apply for. Không có thể loại là applicate, đúng không ạ? Từ ask là từ request là yêu cầu được cả. Bạn sẽ có thể phải như thế nào và thông tin, cụm từ là fill in hoặc là fill up, đúng không ạ? Điền đầy đủ thông tin vào cái gì? Điền đầy thông tin, lấp đầy thông tin vào cái gì? Bạn sẽ cần đưa ra tên của hai hoặc là ba cái gì? Từ hostage. Bình thường là từ host là gì nhỉ? Là ông chủ, đúng không ạ? Hostage đây là những cái người thành viên ở gì nhỉ? Ở trong cái gì nhỉ? Cái hội đồng đó, đúng không ạ? Từ judge là ban giám khảo. Referees của chúng ta là gì nhỉ? Là trọng tài. Referee là trọng tài. Trọng tài trong các cái cuộc gì nhỉ? Trong các cuộc thi đấu thôi, đúng không ạ? Referee là trọng tài. Được chưa? Tiếp này, từ tiếp theo của chúng ta là từ umpire. Thì thực ra cái từ umpire này nó có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà trong cái trường hợp và trong cái lĩnh vực công việc ấy, thì nó cũng giống như là gì đấy, là gọi là trọng tài, đúng không, là trọng tài hoặc là những cái người mà kiểu nào nhỉ, cân nhắc những cái luật chơi hoặc là những cái gì trong trong công việc, thì gọi là cái người cầm cân nảy mực, là người phân xử. Tức là mình hiểu như vậy. Chờ. Thì bây giờ nhá, mình sẽ có một chút cái sự phân biệt giữa từ referees, từ umpire nhá, và từ judge, được chưa? Thì trong tiếng Anh cái từ referee thì nó là trọng tài. Trọng tài là những môn gì? Bóng rổ, môn bida, môn quyền anh, bóng đá, môn bóng bầu dục vân vân, đúng không? Còn có một số môn thì người ta lại gọi là umpire, ví dụ như là môn cầu lông hoặc là môn bóng chày, môn cricket, tức là những cái môn mà thường có gậy ở những cái vợt ấy, đúng không ạ? Có gậy, có vợt thì thường là umpire nha. Có gậy, có vợt thì sẽ thường là umpire. Được chưa? Nhớ nha. Còn thường cái còn những người kia thì dùng referee. Đấy. Còn trong lĩnh vực pháp luật thì người ta dùng judge. Đúng không ạ? The judge. Là quan tòa. Có biết kịp không đấy? Biết kịp không cả lớp ơi? Có. Rồi, sao chúng mày ốm hết vậy hay sao ấy à Phương? Đứa nào đấy? Ốm à? Hay là lại giống cô vậy? Con bình thường. Mình thảo hoa đấy cô. À, thì thảo hoa nhưng mà có phải em yêu COVID không đấy? Không được cô. Giờ hoang mang lắm. Thật sự cả lớp là hoang mang kinh khủng luôn đấy.
nghĩ đến là đã thấy, là đã thấy choáng váng và sợ hãi. Rồi, ok. Như vậy câu này của chúng ta là bạn sẽ cần đưa ra tên của hai hoặc là ba cái người gì đó. Ở đây chúng ta có cái từ đang nói về lĩnh vực trong công việc, đúng không? Thực ra cái này nó hơi bị confuse đấy, ra là phải có một cái bối cảnh, đúng không? Tức là nó đang nói về, trong cái trường hợp này thì các bạn nên dùng từ referee, tức là bạn có thể kể tên hai hoặc ba người trọng tài được không? Chứ còn từ just nó chỉ là ban quan tòa, thì nên kể tên hai ba người quan tòa nó hơi buồn cười, đúng không? Nên câu này sẽ là đáng suy nhá. Còn câu D nếu mà nó nghĩa ra là phải cho các môn thể thao, đấy, trông cho môn thể thao gì? Và tóm lại là ở đây các bạn nên dùng từ referee nếu mà trong cái tình trạng là gọi là gì đấy, cầm cân nảy mực ở trong công việc, đúng không? Tiếp ạ. All the member of our are expected to work hard. Tất cả những cái thành viên của cái gì? Ở đây chúng ta có cái gì nhỉ? Gọi là personnel. Personnel nó gọi là cái gì đấy cả lớp? Gọi là cái gì? Nhân sự à? Đúng rồi. Là nhân sự, đúng không? Để trông đợi phải làm việc rất là vất vả. Còn personal của chúng ta nó là thuộc về cá nhân. Personnel là nhân sự, staff và cán bộ, đúng không ạ? Anh ra vậy. Lấy đồ ăn cho con đi. 7 giờ rồi đấy. Một vài cái công việc này rất là thú vị, đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều người chỉ, à, rất nhiều trong số đó chỉ là ba chấm. À, một vài thứ trong số công việc của tôi là rất là thú vị, nhưng rất nhiều thứ trong số đó chỉ là một cái gì nhỉ? Một chỉ là một cái thói quen mà thôi. Có đúng không ạ? Tôi che gió không bảo là kia nghỉ rồi, quên má rồi. Habit là thói quen của cá nhân, đúng không ạ? Ở lớp đợi cô một chút đấy. Quên không báo lớp kia. Sao lại đi với điện thoại này? Tớ còn gì? Alo, đợi cô một chút nhé. Mình thấy chúng nó vào đấy thì mình giật cả mình. Tình hiếu với mấy đứa nó vào giật cả mình, quên không dặn chúng nó, chẳng nghĩ ra. Rồi, ok, xong chưa? Vậy thì ở câu đây chúng ta sẽ có mấy cái từ thói quen, đúng không ạ? À, và trong công việc các bạn đã dùng là từ routine nhé, bởi vì habit. Habit ý, là những cái thói quen của cá nhân. Nhưng mà nếu mà nói về cái kiểu, cái cách mà mình làm việc lặp đi lặp lại ấy, thì mình sẽ dùng routine nhé. Tức là nó đến mức mà nhàm chán ấy, mình sẽ dùng từ routine. Cố hết cái bài này cả lớp nha. Câu 27 này. Nếu như mà bạn thì nhỉ, bị trả nhỉ, được trả tiền theo tháng thì đấy ạ, nhiều hơn là thì theo tuần, thì bạn sẽ có thể nhận được cái gì? Ồ, cái này sẽ bị lệch à? Lệch à? Một chút nha. Chúng ta có từ rồi. Chúng mình sẽ có từ đầu tiên đó là từ gì ạ? Revenue. Các bạn nhìn thấy chưa? Từ revenue. Đây là mấy cái là đều liên quan đến gì nhỉ? Lương lậu gì đấy, đúng không ạ? Revenue là thu nhập, tức là cái tổng thu nhập, tức lợi, hoa lợi của một cá nhân, tổng thu nhập nha. Revenue. Reward là tiền thưởng. Salary là lương, lương trả theo tháng. Còn wage là lương trả theo ngày. Sẽ đáng gì? Mục đích của một việc điều hành kinh doanh đó sẽ là tạo ra lợi nhuận, đúng không? Make a profit. Tiếp, cái gì được chuyển tới gì nhỉ? Warehouse, đúng không? By lorry. À, ở đây của chúng ta có gì nhỉ? Data, đây là những cái nhỉ? Những cái tài liệu, đúng không? À, từ cứ đây là những cái nhỉ? Hàng hóa nói chung, đúng không? Material, đây là những cái chất liệu. Chất liệu để làm là cái gì? Cái nguyên liệu để làm cái gì ạ? Và từ stuff, stuff là những cái đồ vật nhá. Stuff là những cái đồ vật. Những cái đồ vật mà mình thường dùng trong nhà thì nó cũng được gọi là stuff đấy. Được chưa? Rồi, ok, xong chưa? Ở đây chúng ta có từ gì nhỉ? Warehouse. Từ warehouse này là cái ngôi nhà gì đấy? Có ai biết warehouse là ngôi nhà gì không cả lớp?
Warehouse là ngôi nhà gì đấy? Ngôi nhà bằng cái gì đấy? Nhà kho ạ. Nhà kho. Rồi, ok. Thực ra thì cái người nước ngoài với lại người Việt Nam thì sẽ quay khác nhau cái tên này, có thể là nhà kho, kho chứa hàng, hoặc là có thể là cửa hàng con ạ. Cửa hàng cũng được nhá. Vậy là tất cả những cái hàng hóa này đúng không ạ, đã được nhỉ, chuyển vào và các bạn dùng, nên các bạn dùng là được chuyển tới đâu cả nhà kho đúng, bởi xe tải. Đó, bởi xe tải. Thì đây cái từ số nhiều, bạn nhìn từ số nhiều chưa, stuff, từ stuff của chúng ta. Thế bình thường cái từ stuff này nó có nghĩa là gì? Là nó là cái đồ đạc đúng không ạ, là những cái gì đấy, giống như kiểu cái từ gì cả lớp nhỉ, chúng ta cùng cái từ gì mà nó cũng là kiểu đồ đạc mà nó không có dạng số nhiều nhỉ cả lớp nhỉ, từ gì đấy cả lớp, từ y gì, equipment có đúng không, thì bản thân cái từ stock này của chúng ta cũng thế đúng không, từ stock của chúng ta nó sẽ không có dạng sc đâu cả lớp, người ta thường người ta cứ dùng chỉ không như thế này thôi, được chưa, dùng từ stock không như thế này thôi. Và cái từ good của chúng ta là hàng hóa nói chung, hàng hóa nói chung ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai khả năng xảy ra, nếu như mà cái từ warehouse kia ấy, ok mà nó là nhà kho thì mình sẽ dùng từ stuff, còn nếu như là nó là cửa hàng thì mình sẽ dùng từ good, nhưng mà vận chuyển tới nhà kho, vận chuyển tới cửa hàng đấy, thì câu này nó hơi bị, nó hơi có confuse một chút ở đây, nhưng mà thôi vì có từ good ở đây rồi, chứ các bạn chỉ chọn đáp án này thôi, còn nếu như mà nó không có từ good thì các bạn phải cẩn thận nhá. Nói tóm lại là cái từ warehouse này sẽ có hai nghĩa, vừa là nhà kho và nó là cửa hàng đấy. Bởi vì cái từ good nó là hàng hóa, từ good của chúng ta là những cái hàng hóa được bày bán, được chưa, và stock là đồ, là món hàng, đồ là một cái món đồ nào đó, nên nó hơi bị confuse với câu này một chút. Câu 30 này, rất nhiều người trẻ đã du lịch khắp thế giới và làm tất cả mọi công việc trước khi mà họ định cư đúng không, an cư thì mới lập nghiệp đúng không ạ, set cho đà. Ở Britain thì mọi người luôn luôn ungerling, tức là không sẵn sàng kể cho người khác nghe về cách mà họ kiếm được bao nhiêu tiền. Ở đây chúng ta kiếm tiền ấy, thì how much they earn thôi, mình không dùng từ gain. Bởi vì từ gain chúng ta cũng là kiếm, từ obtain cũng là kiếm, từ đi dốc vậy, nhưng mà nó sẽ thường dành cho những cái kiểu gọi là những cái mục tiêu đạt được, những cái thành tựu đạt được rồi đúng không ạ. Tiếp, nếu như bạn là cái gì thì bạn phải làm, và chấm những cái gì ông chủ bạn kể cho bạn. Vậy nếu như bạn là một người gì nhỉ? Employee, là người làm thuê đúng không ạ, thì bạn phải làm theo cái gì ông chủ yêu cầu. Câu 33 này, bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách là làm thêm giờ. Extraordinary là bất thường, extra thì nó mới là thêm, còn extraordinary là bất thường. Over hours là gì nhỉ? Quá giờ đúng không? Chúng ta dùng overtime, by working overtime, không dùng over hours, overtime nhé. Supplementary là phụ, giờ phụ. Chứ mình cứ dùng working overtime, tức là làm việc quá giờ, cứ nhớ cái cụm từ đấy là được. Cái này thực sự rất là khó, và những ngày này cho những người trẻ để có thể tìm ra được một công việc được trả lương cao mà ổn định. Eternal là vĩnh cửu, reliable là đáng tin cậy, đúng không? Permanent cũng là vĩnh cửu, nhưng đối với công việc thì chỉ dùng một từ stable thôi. Nó là một cái collocation, đó, một cái danh cụm từ các bạn nhớ. Tiếp, cô ấy như thế nào sau 3 năm với công ty của mình? À, như vậy cô ấy đã được thăng quan tiến chức đúng không ạ? Advance là tiên tiến, raise là nâng cấp, hay là valet cũng là nâng lên của cái thang. Đáp án sẽ là đáp án đi. Đúng không? Tức là promote, tức là được thúc đẩy quá trình như thế nào. Cuối sau chúng ta sẽ chữa nốt cái tờ này nhá, và cái tờ sang chữa chữa tờ phrasal verb nhé các lớp nhá. Nhớ chưa? Về làm cho cô từ phrasal verb đi. Và nhớ đi in bài cho cô đấy nhá, không là chuyển sang bài mới đấy. Rồi ok, các bạn nghỉ đi ạ.